tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 451, giáp tay màu bạc. Đông phương tiên tử, có cần thu thập chỗ máu của con mực quái này lại không? Tống thư hàng khống chế thân thể của diệt phượng công tử, lên tiếng hỏi. Mặc dù con mực quái này đã thu nhỏ lại, nhưng nó vẫn là một con yêu thú, hơn nữa rất có thể nó còn là một con yêu thú tứ phẩm trở lên, thậm chí là yêu thú cấp bậc ngũ phẩm luôn ấy chứ. Yêu thú ở cấp bậc này, toàn thân nó chắc đều là bảo vật cả giống như dũng sĩ diệt rồng trong tiểu thuyết, sau khi giết rồng xong, ngoại trừ bảo tàng của cự long thì máu rồng, vảy rồng, da rồng, xương rồng, gân rồng, thậm chí là bi, rồng đều là các chiến lợi phẩm quý giá cả. Đông Phương Tiên Tử xóa mái tóc đuôi ngựa của mình ra, hỏi với vẻ nghi hoặc, Diệt Phượng đạo hữu muốn lấy máu của con mực quái này làm gì? Máu, thịt, da, xương của yêu thú chắc hẳn đều là bảo vật cả đúng không? Tống Thư Hàng hỏi. À, đúng là có vài món bảo vật không tệ có lẽ thất sinh phù đạo hữu có thể dùng đến nhưng ta thì không dùng được thế nên ai muốn lấy thì cứ ấy thôi hơn nữa nếu nói đến máu yêu thì diệt phượng đạo hữu này lúc cần dùng máu yêu người tự lấy máu của mình cũng được mà đông phương tiên tử nghi hoặc hỏi lại bởi vì bản thân diệt phượng công tử cũng là một đại yêu có thể hóa hình mà tống thư hàng thì ra yêu tu còn có tác dụng tuyệt vời thế này nếu như yêu tu trở thành phù bảo đại sư, lúc đang vẽ phù bảo mà hết mực, còn có thể tự lấy máu của mình để vẽ luôn à? Nghĩ chút thôi cũng thấy oai phong hết biết rồi. Audio điện tử võ tấn bền Trong lúc này, ở trong một cái vực sâu 5.000m bên dưới Thái Bình Dương. Ở đây có đủ các loại thuyền chìm nằm la liệt, các loại trang bị thăm dò đáy biển, thậm chí còn có cả xác máy bay. Khu vực đáy biển chỗ này là nơi mà người bình thường không thể nào đặt chân đến được bất kỳ thứ gì tiến vào khu vực này đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí phá hủy. Mà ở bên trong cái khe sâu này lại có một tế đàn cực lớn. Tế đàn có cấu tạo hình bậc thang giống như kim tự tháp, chiều dài và chiều rộng đều là 1.000 mét. Bao bọc xung quanh tế đàn là 12 cây trụ dài 100 mét. Lúc này, có hơn 100.000 chiến sĩ nhím biển đang quỳ xung quanh tế đàn. Trong tay những chiến sĩ nhím biển này đều cầm tập tế văn, 20 năm giáo dục bắt buộc chiến sĩ nhím biển, dầy cộp, họ quỳ dưới đất, vừa lật quyển sách dày cui này vừa lầm bầm trong miệng. Dựa theo độ dày của quyển sách mà họ đang lật dở kia thì có thể thấy được hơn 100.000 chiến sĩ nhím biển này đã đọc từ lâu lắm rồi. Sau đó, lại có hơn 1.000 chiến sĩ nhím biển vô cùng cao lớn từ từ bước lên tế đàn. Tất cả bọn họ đều mặc chiến giáp màu đỏ, chính là loại khôi giáp mà tên nhím biển thủ lĩnh tấn công hư kiếm phái khi đó triệu hoán ra lúc biến thân hơn một nghìn thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển này đang cầm những chiếc bình được đậy kín trong tay. Trong những chiếc bình đó chính là chân huyết mà các chiến sĩ nhím biển thu thập được ở khắp mọi nơi. Những chân huyết này được lấy từ trên người của các loại sinh vật sở hữu lực lượng đặc biệt. Có yêu thú, có tu sĩ, có người thừa kế huyết mạch thượng cổ, có thần linh bản thổ, có người tế tự, vân vân và mây mây. Bây giờ, những cái bình chứa đầy chân huyết đang được đậy kín lại này bị chôn vào trong tế đàn, sau đó, hơn một nghìn thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển đó quay thành một vòng tròn và hét lớn bằng thứ ngôn ngữ của chiến sĩ nhím biển. âm thanh của bọn họ to đến mức đinh tai nhức óc. nội dung gào thét là muốn thông qua hiến tế mời hải vương giáng lâm, ban cho dòng tộc nhím biển lực lượng mạnh mẽ hơn, bảo vệ tộc nhím biển hùng mạnh hơn, sinh sôi nảy nở ra khắp đại dương. sau khi hét xong, thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển lùi lại rời khỏi tế đàn, quỳ xuống phía dưới tế đàn mở tập tế văn ra và bắt đầu tụng niệm giống như các chiến sĩ nhím biển bình thường. Khoảng 10 phút sau, do hiệu quả của cái tế đàn kim tự tháp này nên nghi thức của các chiến sĩ nhím biển đã hoàn thành. Trên tế đàn, có một kẽ hở không gian bị nứt ra. Giống như lúc thủ lĩnh chiến sĩ nhím biển biến thân lần trước, bên trong kẽ hở không gian này cũng có một con mắt lớn hiện ra. Đây chính là con mắt của hải vương tín ngưỡng của các chiến sĩ nhím biển. Con mắt lớn này liếc nhìn các chiến sĩ nhím biển đang ở xung quanh tế đàn một lượt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Âm thanh khẩn cầu của các chiến sĩ nhím biển lại vang lên. Ánh mắt của Hải Vương khẽ động, dường như là đang tích góp lực lượng. Vài giây sau, một đạo ánh sáng màu tím bắn ra từ trong ánh mắt của nó, đánh trúng trung tâm tế đàn. Một lát sau, những chân huyết được chôn trong tế đàn kia bị thứ lực lượng vừa bắn ra từ trong mắt Hải Vương tác động. Chân huyết chảy dọc theo đường ống của tế đàn, rót vào bên trong tế đàn. Trên khắp tế đàn được phủ đầy bởi những đường vân màu đỏ. Một khắc nữa lại trôi qua. Thùng thùng thùng, một trận âm thanh nặng nề, mạnh mẽ giống như tiếng tim đập vang lên. Dường như có một trái tim vô cùng to lớn đang đập ở bên trong tế đàn. Toàn bộ tế đàn cũng rung lên theo từng tiếng tim đập đó. Tộc Nhím Biển vô cùng hưng phấn, bọn họ bắt đầu kêu gào một cách điên cuồng. Dùng tiếng hô của bọn họ để phối hợp với tiếng đập của trái tim tế đàn. Khi mỗi một tiếng thình thịch trong tế đàn vang lên, các chiến sĩ nhím biển cũng đồng thanh hét to một tiếng. Cuối cùng tế đàn cũng khởi động xong. 12 trụ đá ở bên cạnh nó đều phát sáng, trên từng trụ đều hóa ra một con mắt năng lượng sống động như thật. 12 con mắt năng lượng này chuyển động linh hoạt theo quỹ đạo hướng ra ngoài, tiến vào trạng thái tìm tòi chỉ cần tế đàn có đủ chân huyết thì phạm vi tìm tòi của 12 con mắt năng lượng này có thể mở rộng không giới hạn. Lúc này, trong lòng các chiến sĩ nhím biển đều nổi lên một ý niệm rằng cả thế giới đều nằm trong tầm mắt của 12 con mắt này. Đây quả thực là mắt thần giám thị được tất thảy vạn vật trên thế gian. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là ảo giác hiện ra trong lòng các chiến sĩ nhím biển mà thôi. Tìm được rồi, ở biển Đông, ánh mắt của Hải Vương đột nhiên sáng lên, truyền ra nét vui vẻ. Sau đó, một đạo ý niệm từ trên người Hải Vương rơi xuống tế đàn, lực lượng của tế đàn lập tức bị điều động. 12 ánh mắt trên trụ chuyển động trở về, tầm mắt rơi vào tế đàn kim tự tháp. Trong từng con mắt chiết xạ ra một đạo ánh sáng màu xám cho. Nhưng ánh sáng này tan ra trong tế đàn, phá vỡ không gian, cuối cùng hóa thành một cánh cửa không gian trên tế đàn. Cái tế đàn này chính là bí ẩn của việc Hải Vương có thể điều động lực lượng không gian. Chỉ cần có chân huyết nó có thể lợi dụng tế đàn này thi triển các loại bí pháp thần kỳ tất cả các chiến sĩ nhím biển nhìn màn thần kỳ này không trước mắt thứ bọn họ nhìn thấy ở phía đối diện của cánh cửa truyền thống chính là mặt biển quen thuộc phía trên mặt biển có một con mực quái khổng lồ lúc này con mực quái này đang không ngừng phun ra máu tươi giống như không cần tiền vậy thân thể nó dần dần khô đét lại trong ánh mắt của hải vương lại tăng thêm một phần vui vẻ nữa trọng thương à Đúng lúc lắm, đỡ tốn thời gian của ta. Sau đó, chân huyết trong tế đàn không ngừng tiêu hao, năng lượng đặc biệt liên tiếp được rót vào 12 cái trụ. Trong con mắt năng lượng trên trụ lại chiết xạ ra một đạo ánh sáng trong suốt một lần nữa. Những đạo ánh sáng trong suốt này bắn vào bên trong cửa không gian, cuối cùng bắn lên trên người của con mực quái. Khục khục khục, con mực quái không còn hộp máu nữa mà thay vào đó nó lại phát ra thứ âm thanh kỳ lạ thân thể nó bắt đầu tan ra giống như slide, tan thành một đống chất lỏng. chương 452, tại sao lại là ngươi nữa? Vốn Tống Thư Hằng còn đang suy nghĩ xem nên xử lý cơ thể của con mực quái này thế nào. Thì đột nhiên, từ đáy biển có 12 đạo ánh sáng bắn vào thân thể của con mực quái. Một lát sau, thân thể của con mực quái tan ra, bên trong thân thể nó xuất hiện một viên kết tinh giống như bảo thạch màu vàng. Đây là cái gì? Kết thạch của con mực quái à? Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, viên kết tinh giống như bảo thạch màu vàng kia đã hoàn toàn tách khỏi thân thể của con mực quái. Thông qua ánh mắt của Diệt Phượng công tử, Tống Thư Hàng thấy được hình như còn có thứ gì đó được bao bọc ở bên trong viên kết tinh đó là một đôi giáp tay màu trắng bạc, nhìn qua trông có vẻ giống với mẫu giáp tay của bộ khôi giáp hạng nặng toàn thân của kỵ binh, nhưng đẹp hơn nhiều. Trên giáp tay chạm trổ rất nhiều phù văn và hoa văn kỳ lạ, hệt như một tác phẩm nghệ thuật đây là giết quái rơi đồ à? Sau khi trải qua sự kiện huyết ma thân mang bảo vật thần kỳ xong, Tống thư hàng đã không còn kinh ngạc với chuyện bảo vật rơi ra sau khi quái vật chết nữa. Quái vật cũng là sinh vật, trên người của bọn chúng có chút bảo vật gì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tại sao trong cơ thể con mực quái to lớn này lại cất giữ đôi giáp tay thế này nhỉ? Loại hình và kích cỡ này hiển nhiên không phải là loại con mực quái này có thể sử dụng được. Đừng nói là con quái vật này ăn linh tinh, ăn nhầm đôi giáp tay này sau đó không thể nào tiêu hóa được cho nên mới hình thành kết thạch trong cơ thể nó nhé. Đúng lúc này, Đông Phương Tiên tử lên tiếng nhắc nhở, Diệt Phượng đạo hữu cẩn thận, dưới đáy biển có một luồng năng lượng cường đại đang dao động. Đông Phương Tiên tử vừa dứt lời thì phần đáy biển dưới người con mực quái đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bên dưới vòng xoáy ẩn chứa một cánh cửa không gian, nước biển đang ào ào đổ tràn vào đó. Mà ở phía đối diện của cánh cửa không gian còn có thể thấy được một tòa kim tự tháp lớn và 12 trụ đá xung quanh nó. Trên 12 trụ đá đó có một con mắt, đạo ánh sáng kỳ lạ khiến thân thể của con mực quái tan chảy chính là được bắn ra từ trong trong mắt này. Chiến sĩ nhím biển, Tống Thư Hàng kêu lên, hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ nhím biển đang quỳ xung quanh tòa kim tự tháp kia. Những kẻ này đúng là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng. Những trụ đá con mắt năng lượng, thứ ánh sáng làm thân thể con mực quái tan chảy này đều là do bọn chiến sĩ nhím biển này dở trò sao. Mục tiêu của bọn chúng chính là đôi giáp tay màu trắng bạc này ư. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho thân thể của Diệt Phượng Công Tử. Thân thể của Diệt Phượng Công Tử phi nhanh trên mặt biển, lao về phía miếng kết tinh màu vàng kia chỉ cần là thứ đám chiến sĩ nhím biển kia muốn cướp thì cho dù có là lá gan kết thạch của con mực quái kia, Tống Thư Hàng cũng không muốn để cho bọn chiến sĩ nhím biển kia có được. Đông Phương Tiên Tử giật mình nói, diệt phượng đạo hữu cẩn thận, đó là pháp thuật truyền tống không gian, nguy hiểm lắm đấy. Khi truyền tống không gian mở ra, một vòng lực cắt không gian hỗn loạn sẽ xuất hiện bên cạnh vật truyền tống. Đối với những tu sĩ cửu phẩm trở xuống mà nói thì gần như là không thể phá giải được tầng không gian hỗn loạn của lực cắt không gian này. Bất luận lực phòng ngự của người mạnh mẽ thế nào, chỉ cần không thể chống đỡ được trước lực cắt không gian thì khi vừa tiến vào tầng không gian hỗn loạn đó, người nhất định sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Khi còn ở trong mật thất trên địa bàn của sở gia, Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy cảnh tiên tiên sinh xá lam kia khởi động không gian trận, đấu chuyển tinh di trận, rồi. Đồng thời hắn cũng từng được nghe Linh Điệp Tôn giả nói về kiến thức liên quan đến truyền tống không gian và tầng phòng ngự của không gian hỗn loạn. Với thân thể của Diệt Phượng Công Tử, nếu lao vào bên trong không gian hỗn loạn, kết cục chắc chắn sẽ là bị bằng thây vạn đoạn. Nhưng lực lượng truyền tống không gian trước mắt vẫn chưa bao phủ hết viên kết xác kết tinh này. Vì thế, hắn vẫn còn cơ hội. Trong quá trình lao như bay này, chân của Diệt Phượng Công Tử khẽ móc xuống dưới đất, lôi một cái mảnh vỡ từ chiếc máy kéo có tay cầm của Đông Phương Tiên Tử lên, nắm chặt trong tay. Mảnh xác này rơi từ trên thân xe máy kéo có tay cầm của Đông Phương Tiên Tử xuống khi nó bị tan chảy. Bởi vì cấu tạo của nó là gỗ bọc da, cho nên nó vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thân thể của Diệt Phượng công tử ôm lấy mảnh này, lao vọt lên phía trước sau đó nhảy lên cao. "Ra đây cho ta." Diệt Phượng công tử trầm giọng xuống nói. Mảnh xác xe máy kéo có tay cầm bị hắn ném mạnh về phía viên kết tinh màu vàng kia. Giống như suy đoán của hắn, lực lượng truyền tống không gian vẫn chưa kịp bao phủ viên kết tinh màu vàng kia lại mảnh xác của máy kéo có tay cầm xuyên qua mặt biển một cách thuận lợi, sau đó đập mạnh vào viên kết tinh màu vàng kia. Tống Thư Hàng hy vọng có thể mượn lực đập này, đánh bay viên kết tinh màu vàng đó ra ngoài. Chỉ cần nó văng ra khỏi phạm vi của truyền tống trận thì đám chiến sĩ nhím biển kia sẽ không thể có được viên kết tinh màu vàng và đôi giáp tay màu trắng bạc ở trong nó. Với lực lượng của đại yêu ngũ phẩm như Diệt Phượng Công Tử, cho dù hắn không phải là đại yêu thiên về sức mạnh thì sau khi dùng toàn lực ném mảnh xác của máy kéo có tay cầm ra, lực va đập của nó cũng được tính theo đơn vị tấn. Kích cỡ của viên kết tinh màu vàng kia chẳng qua cũng chỉ bằng một nửa kích cỡ của người trưởng thành bình thường, chắc là có thể đánh vang ra ngoài được chứ nhỉ? Ít nhất cũng phải kéo dài thời gian một chút. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. "Con." Âm thanh giống như tiếng chuông cổ vang lên mảnh sắc của máy kéo có tay cầm đập mạnh vào viên kết tinh màu vàng. Sau khi bị đập vào, viên kết tinh đang lơ lửng trong không trung đó lắc lư vài cái sau đó bắt đầu văng ra khỏi truyền tống trận giống như mong đợi của Tống Thư Hàng. Thành công rồi, Tống Thư Hàng mừng thầm trong lòng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm đầy tức giận truyền tới từ phía bên kia của truyền tống trận. Sau đó, một con mắt lớn xuất hiện ở phía bên kia của truyền tống trận. Một đạo ánh sáng màu trắng bắn ra từ trong mắt nó nhanh chóng đuổi theo, cuốn lấy viên kết tinh màu vàng kia, mạnh mẽ chặn lại thế đi của nó, sau đó kéo nó về vị trí trong truyền tống trận một lần nữa. Hải vương, tống thư hàng nghiến răng ken két, quả nhiên cái tên này vẫn xuất hiện. Khi nhìn thấy nhiều chiến sĩ nhím biển đang cúng tế như vậy, tống thư hàng liền đoán được có thể hải vương cũng đang ẩn núp ở bên cạnh. Hải vương hiện thân, muốn dùng thủ đoạn bất chính cướp viên tinh thạch màu vàng kia đi thì hết hy vọng rồi. Cũng may, Bên cạnh mình cũng có người trợ giúp. Linh Điệp Tiền Bối, Diệt Phượng công tử ngẩng đầu lên trời hét lớn. Cú ném vừa rồi của hắn cũng đã tranh thủ được không ít thời gian. Thân là trọng tài chính theo dõi cuộc thi, Linh Điệp Tiền Bối hẳn phải là người đến đầu tiên chứ nhỉ? Tống thư hàng biết Linh Điệp tôn giả nghiên cứu về lực lượng không gian rất nhiều. Thậm chí hắn còn có thể ngó lơ không gian hỗn loạn của tầng lực cắt không gian kia mà trực tiếp cướp đi vật trong truyền tống trận. Đến rồi đây, không biết từ khi nào mà thân hình của linh điệp tôn giả đã xuất hiện bên cạnh Diệt Phượng công tử. Hắn cười ha ha rồi kéo nhẹ vạt áo của Diệt Phượng công tử một cái. Một đạo nhu kình tác động lên người Diệt Phượng công tử, cuốn lấy hắn ném về phía sau. Ngay sau đó, một đạo hàn quang từ trong con mắt của Hải Vương ở phía bên kia truyền tống trận bắn vào chỗ Diệt Phượng công tử vừa đứng. Vị trí đó bị đóng băng ngay lập tức, trở thành một tảng băng lạnh. Nếu không phải linh điệp tôn giả nhanh tay kéo lại, thì diệt phượng công tử đã bị kết thành đá cục rồi. Mà lúc này, cuối cùng viên tinh thạch màu vàng kia vẫn bị đẩy vào phạm vi gần mé của truyền tống trận. Linh điệp tôn giả nhìn xuyên qua cánh cửa truyền tống kia, đối mặt với Hải Vương. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy, linh điệp tôn giả khẽ mỉm cười. Sau đó hắn lập tức ra tay, tôn giả hoàn toàn không thèm để ý đến tầng không gian truyền tống hỗn loạn, hai tay khẽ động, trực tiếp đâm vào trong khoảng không gian hỗn loạn đó. Trên cổ tay hắn có hai sợi dây thường màu vàng chui ra giống như rắn, cuốn lấy viên tinh thể màu vàng kia, muốn kéo nó ra khỏi truyền tống trận. Hống, ở phía đối diện, Hải Vương lại phát ra tiếng gầm to đầy giận dữ lần nữa, lực lượng ánh sáng màu trắng trong mắt hắn trở nên to lớn hơn. Đáng ghét, tại sao lại là cái tên này? Lần trước khi ở hư kiếm phái hải vương đã giao phong qua cánh cửa không gian với linh điệp tôn giả một lần và chịu chút thiệt thòi không ngờ trước mắt một cái lại gặp phải linh điệp tôn giả tại sao đi đâu cũng đụng phải tên này thế đúng là oan ra ngõ hẹp mà cũng tốt lần này nó phải giành mặt mũi lại đôi giáp tay trong viên tinh thạch màu vàng này rất quan trọng với nó nó tuyệt đối không thể bỏ cuộc không chỉ muốn lấy lại đôi giáp tay đó mà nó còn muốn dạy cho cái tên trước mặt này một bài học nhớ đời dưới biên độ tăng trưởng của tế đàn, cho dù bản thể của hắn vẫn ở trong trạng thái bị phong ấn nhưng mượn sức mạnh chân huyết của tế đàn, nó gần như có thể phát huy ra được 60% thực lực của mình. Đạo ánh sáng màu trắng trong mắt Hải Vương cuốn lấy viên tinh thạch màu vàng cứng ngắc. Đồng thời, trong mắt nó cũng bắn ra các loại xạ tuyến, điên cuồng tấn công linh điệp tôn giả đang ở bên kia cánh cửa không gian. Linh điệp tôn giả cũng không khách khí, kiếm khí ở trên người hắn chém ra, hóa thành các loại linh điệp, hóa thành bướm phượng, thậm chí còn hóa thành bướm rồng, chém liên tiếp vào cánh cửa không gian, đối chọi gay gắt với xạ tuyến của Hải Vương. Trận chiến đấu giữa hai bên quả thực không khác gì hai tòa pháo đài siêu cấp đang tấn công lẫn nhau. Hải vương thấy ánh sáng công kích bình thường không làm gì được linh điệp tôn giả thì âm thầm cắn chặt răng. Đột nhiên, từ trong mắt nó bắn ra một tia sáng kỳ dị. Tia sáng này có màu đen nhánh, dạng như chất lỏng. Sau khi tia sáng giống chất lỏng này bắn ra, nó không tấn công đến linh điệp tôn giả mà đến khoảng nửa đường thì khuếch trương ra, sau đó lập tức dung hợp tất cả các tia sáng mà hải vương bắn ra vào một chỗ. Một lát sau, tia sáng giống chất lỏng này hóa thành một con dao long màu đen, dương nhanh múa vuốt đánh về phía linh điệp tôn giả. Ôi ôi ôi, toi rồi, cái thứ này mạnh quá. Linh điệp tôn giả gọi lớn, bạch đạo hữu đã xong chưa thế. Rồi đây, xa xa, giọng nói của bạch tôn giả truyền tới. Một lát sau, một đạo kiếm quang lóe lên, bắn thẳng vào viên tinh thể màu vàng kia. Đây chính là phi kiếm dùng một lần bản 005 độc quyền của bạch tôn giả, tốc độ của phi kiếm vô cùng nhanh. Linh điệp tôn giả nhân cơ hội rút dây thừng màu vàng về, nhanh chóng lùi lại phía sau, né tránh con hắc long đáng sợ kia đây là đòn tấn công chứa đầy lửa giận của Hải Vương, nếu cố gắng chống đỡ thì sẽ đau lắm đó. Nếu không cẩn thận, khéo còn bị trọng thương nữa cơ. Trong lúc lùi người về phía sau, đồng thời linh điệp tôn giả cũng cong ngón tay lại bắn ra một con linh điệp lên trên phi kiếm dùng một lần bản 005. Con linh điệp này có thể giúp phi kiếm dùng một lần bản 005 không bị ảnh hưởng bởi tầng phòng ngự của lực cắt không gian, giúp nó có thể tự do ra vào truyền tống trận. Phi kiếm dùng một lần được linh điệp phụ thể chui tọt vào bên trong truyền tống trận. Chương 453, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nổi tiếng nào. Thật là vô cùng bất ngờ, sau khi con mực quái khổng lồ bị chém chết, ở phía sau lưng nó lại xuất hiện một cánh cửa không gian, mà dường như cánh cửa không gian này muốn cướp đi bảo vật bên trong cơ thể của con mực quái. Tiêu điểm của cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này bỗng chốc chuyển đến sự kiện cánh cửa không gian đằng sau cơ thể con mực quái khổng lồ này. Diệt Phượng công tử xử lý rất tốt, suýt chút nữa đã đánh văng viên tinh thạch màu vàng kia ra ngoài rồi. Cho dù là người chậm nhất trong cuộc thi máy kéo có tay cầm, nhưng Diệt Phượng Công Tử vẫn là một trong những tuyển thủ nổi bật nhất của cuộc thi lần này. Bình luận viên Giang Sơn nói đầy cảm khái. Tuyển thủ nổi bật nhất á. Trọng tài phát súng toàn phong tôn giả vô cùng nhạy cảm với những từ này. Hắn khẽ sờ cầm, nhìn về cảnh tượng Hải Vương đang PK với Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả ở phía xa. Lúc này, Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả chính là những người nổi bật nhất tại nơi này. Không được, trường hợp nổi bật như thế sao có thể thiếu ta được chứ? Toàn phong tôn giả nói, hắn là người đàn ông trói sáng nhất, không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nổi tiếng nào. Xem ra ta nhất định phải ra sân thôi, nếu không ta sẽ bị các khán giả lãng quên mất. Toàn phong tôn giả duỗi tay lấy một vật từ trong túi càn khôn ra. Đó là một cái bàn bát quái tầm 80 mét vuông, phía rìa của bàn bát quái có những lưỡi đao nhọn sắc bén. Đây là một món binh khí kỳ môn. Sau đó, toàn phong tôn giả nhẹ nhàng bước lên cái bàn bát quái này, Vèo, một cái, nó lập tức bay về phía cánh cửa không gian của Hải Vương. Lúc này, sau khi cắm lên viên tinh thạch màu vàng, phi kiếm dùng một lần bản 005 của Bạch Tôn giả tiếp tục bay nhanh, muốn đem viên tinh thạch màu vàng này rời khỏi truyền tống trận. Tốc độ của phi kiếm dùng một lần này nhanh đến cùng cực, chỉ trong nháy mắt nó đã mang viên tinh thạch màu vàng bay đến mép của truyền tống trận, chuẩn bị bay ra khỏi phạm vi của truyền tống trận. Ở phía đối diện, hải vương phát ra tiếng gầm thét hồn hển nó sinh lòng độc ác khống chế tia sáng hắc long kia quay đầu lại đâm mạnh vào viên tinh thể màu vàng và phi kiếm dùng một lần oanh ánh sáng hắc long lập phát nổ dù sao thì phi kiếm dùng một lần cũng chỉ là một thanh phi kiếm mà bạch tôn giả tiện tay chế tạo ra vì thế nó trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn viên tinh thạch màu vàng kia cũng bị nổ thành mảnh vụn lửa giận lớn thế cơ à trực tiếp làm nổ bảo bối luôn cơ à Linh Điệp Tôn giả nói, đây chính là cái kiểu, thứ ta không có được, ai cũng đừng mong có, trong truyền thuyết sao. Ý, không đúng, đôi giáp tay màu trắng bạc kia rất cứng rắn. Cho dù chịu sự tấn công toàn lực của Tôn giả cũng không hề bị hủy đi. Giọng nói của Bạch Tôn giả truyền tới từ bên cạnh. Bạch Tôn giả theo sát ở phía sau phi kiếm dùng một lần, đạp lên hư không đứng ở vị trí cách truyền tống trận không xa, nói, Linh Điệp đạo hiếu, chuẩn bị cướp lại đôi giáp tay kia nhé sau khi bạo nổ viên tinh thạch màu vàng kia cũng bị nổ tung đôi giáp tay màu trắng bạc bên trong cũng trôi lơ lửng trong truyền tống trận linh điệp tôn giả là người ra tay đầu tiên từ trong tay hắn bay ra một miếng vải miếng vải đó lập tức chụp về phía đôi hộ huyền màu trắng bạc trên người linh điệp tôn giả có rất nhiều loại bảo vật cũng có rất nhiều thủ đoạn các thủ đoạn dở ra đều không hề lặp lại đồng thời bạch tôn giả cũng lập tức ra tay Hắn không có nhiều pháp bảo như vậy nên chỉ lôi thanh phi kiếm lấy được từ chỗ tán tu Lý Thiên Tố ra, chém về phía trận pháp truyền tống không gian kia. Kiến thức của Bạch Tôn giả về không gian không nhiều nên hắn không thể coi thường lực cắt không gian hỗn loạn như Linh Điệp Tôn giả được. Có điều sau khi lấy thanh phi kiếm này ra, Bạch Tôn giả nhìn chằm chằm vào phi kiếm, thần niệm tập trung. Một lát sau, thanh phi kiếm này đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại, nó đã nằm ngay phía trên cửa truyền tống của Hải Vương quả nhiên là thế bạch tôn giả khẽ nhách khóe miệng lên mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng từ sau khi hắn tấn thăng lên tôn giả dường như đã đạt được chút lực lượng không gian lần trước khi chuẩn bị đón tống thư hàng từ hòn đảo thần bí trở về phi kiếm của hắn đột nhiên biến mất cùng với con cá voi khổng lồ lúc đó hắn cho rằng đó là do năng lực đặc biệt của hòn đảo thần bí gây ra nhưng sau này nghĩ lại hắn luôn có cảm giác nói không nên lời bây giờ thì hắn đã có thể chắc chắn rằng bản thân hắn nắm giữ được lực lượng không gian. Sau khi xuất hiện ở trong cửa truyền tống, phi kiếm lướt qua kiếm quang rực rỡ, chém thật mạnh về phía con mắt to của Hải Vương. Bây giờ Hải Vương vẫn còn đặc biệt ngu người từ khi nào mà lực lượng không gian lại trở nên phổ thông như cải trắng thế này. Một tên tôn giả vớ vẩn nào chạy ra cũng biết chút thủ đoạn không gian hết là sao. Đùa cái gì vậy trời, chuyện này khiến cho đám kiếp tiên cửu phẩm luôn hãnh diện vì lực lượng không gian chịu thế nào được chứ? Nhưng lúc này Hải Vương cũng không kịp suy nghĩ nhiều. "Giống!" Hải Vương thét lên một tiếng dài, trong mắt lập tức bắn ra gần trăm đạo ánh sáng. Toàn bộ những ánh sáng này đều bắn về phía đôi giáp tay màu trắng bạc. Một lát sau, con hắc long vốn đã nổ tung và biến mất ở bên cạnh đôi giáp tay kia đột nhiên lại hiện hình. Cho dù con hắc long ánh sáng đó có nổ tung nhưng chỉ cần Hải Vương tiếp tục bổ sung ánh sáng thì con hắc long đó vẫn có thể phục sinh lại được, vô cùng khó đối phó. Con hắc long sống lại kia vẫn uy mãnh như cũ, nó bổ nhào về phía pháp khí hình miếng vải của Linh Điệp Tôn Giả. Đồng thời, trong con mắt của Hải Vương lại lần nữa bắn ra tia sáng màu trắng, cuốn lấy đôi giáp tay màu trắng bạc, dùng sức kéo về phía mình. Đối mặt với nhát chém của Bạch Tôn Giả, nó không hề thi triển phòng ngự. Ngay lúc phi kiếm của Bạch Tôn Giả chém vào cửa truyền tống, muốn vượt qua cửa truyền tống truy kích Hải Vương, thì 12 trụ đá trên tế đàn đột nhiên sáng lên. 12 con mắt trên đó bắn ra hàng loại tia sáng, tạo thành một tầng hộ thuẫn giống như cái ô che chắn trước cửa truyền tống, cản trở phi kiếm của bạch tôn giả. Dù sao thì tế đàn đối diện đó cũng là đại bản doanh của Hải Vương, lúc này nó đang chiếm lợi thế về địa hình. Hắc Long thì cuốn lấy linh điệp tôn giả, hộ thuẫn thì ngăn trở phi kiếm của bạch tôn giả công kích của linh điệp tôn giả và bạch tôn giả đều không có hiệu quả. Kết thúc rồi, kha kha, đột nhiên Hải Vương phát ra tiếng cười đắc ý, lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Truyền tống trận đã được chuẩn bị ổn thỏa, đôi giáp tay màu trắng bạc vẫn còn ở trong phạm vi của truyền tống trận. Một lát sau, truyền tống trận đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Bạch Đạo Hiếu, có muốn liều một lần không? Linh Điệp Tôn giả lên tiếng nói. Nếu hắn và Bạch Tôn Giả hợp lực lại thì vẫn còn cơ hội đoạt đi đôi giáp tay màu trắng bạc kia. Chỉ là có chút mạo hiểm, nếu không cẩn thận bản thân sẽ bị cuốn vào bên trong truyền tống trận. Có điều, nếu như hắn và Bạch Tiền bối cùng nhau bước vào bên trong truyền tống trận, thì dù có bị đưa tới đại bản doanh của Hải Vương thì cũng chẳng có gì phải sợ, hắn có tự tin có thể cùng Bạch Tôn Giả giết ra ngoài. Thậm chí nói không chừng bọn họ còn có thể chém giết vào bảy ra tám nữa ấy chứ. Ừ nhưng nếu không cẩn thận bị cuốn vào truyền tống trận sẽ phiền phức lắm. Cuộc thi máy kéo có tay cầm của ta vẫn chưa kết thúc mà, Bạch Tôn giả trả lời. Ý của câu này chính là hắn vẫn chưa chơi đủ. Hắn chuẩn bị cho cuộc thi máy kéo có tay cầm này lâu như vậy, khó khăn lắm mới quẩy điên cuồng như vậy mà bắt hắn bỏ giờ cuộc thi xông vào đại bản doanh của Hải Vương thì. Bạch Tôn giả cảm thấy có hơi không cam lòng nhưng cứ để mặc hải vương cướp đôi giáp tay màu trắng bạc kia đi như thế thì bạch tôn giả cũng cảm thấy không cam lòng thế là bạch tôn giả nghĩ ngay ra biện pháp trung hòa quyết định rồi lần này tạm tha cho nó đi bạch tôn giả nói cũng được linh điệp tôn giả cười ha ha ấn pháp ấn một cái thu hồi lại pháp bảo hình miếng vải của mình lại nếu không đợi sau khi truyền tống trận hoàn toàn khởi động xong món pháp bảo này của hắn cũng sẽ bị kéo đi theo thế thì lỗ vốn lắm Bạch Tôn giả thì lại không thu hồi Thanh Phi kiếm này lại. Sau khi truyền tống trận phát ra ánh sáng, Thanh Phi kiếm này là thứ đầu tiên được truyền tống sang đó. Thông qua con đường không gian, nó được đưa lên tế đàn của đám chiến sĩ nhím biển. Bạch Tôn giả cười nham hiểm đã xác định được vị trí. Như vậy, chờ sau khi cuộc thi máy kéo có tay cầm này kết thúc, can quét thưởng cổ di tích xong, nếu như vẫn còn thừa thời gian thì nói không chừng hắn còn có thể dẫn theo cả đội đi đánh tế đàn Hải Vương luôn chứ nhỉ? có điều con mắt to này rất mạnh, đến lúc đó hắn phải dẫn theo nhiều đạo hữu nữa lập nhóm đi đánh mới được. Linh Điệp Tôn giả và Bạch Tôn giả thua tay về, không ai ngăn cản Hải Vương nữa. Nhìn qua có thể thấy đại cục đã định. Hải Vương ở phía đối diện vẫn duy trì cảnh giác như cũ, nó khống chế con hắc long kia quấn quanh đôi giáp tay màu trắng bạc, bảo vệ xung quanh nó, phòng ngừa Bạch Tôn giả và Linh Điệp Tôn giả ra tay tập kích. Cuối cùng đôi giáp tay và con hắc long cũng từ từ biến mất trong màn ánh sáng của truyền tống trận. Cuối cùng, Hải Vương ở phía bên kia truyền tống trận cũng thở vào một hơi nặng nề. Nhưng đúng lúc này, từ xa có một đạo thân ảnh phi nhanh mà đến. Người còn chưa tới nhưng tiếng đã tới rồi, tôn tặc kia, đừng hòng chạy. Trong lúc thét lên, món binh khí kỳ môn dưới chân đạo thân ảnh đó cũng, vèo, một cái bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này cư nhiên trực tiếp chém ra pháp khí của mình, bay xuyên vào truyền tống trận luôn. Chẳng lẽ hắn không sợ thần binh pháp khí của mình bị truyền tống trận cuốn đi hay sao? Bạch tôn giả và linh điệp tôn giả cùng quay người lại nhìn về phía người đến. Vừa quay lại liền nhìn thấy hình ảnh hấp dẫn của toàn phong tôn giả, sau đó hai vị tôn giả khẽ bật cười. Nếu như là toàn phong tôn giả, vậy thì pháp khí mà hắn sử dụng chính là món thần binh đó chứ nhỉ? Tử luân trong, đoạn không tử mẫu luân. Thần binh tông môn Việt Giới tông của toàn phong tôn giả. Việt Giới tông là môn phái cổ xưa được truyền thừa từ thời thượng cổ, tổ sư sáng lập ra môn phái này chính là kiếp tiên cửu phẩm cổ thiên đình. Sau khi cổ thiên đình biến mất, tổ sư sáng lập ra Việt Giới tông cũng biến mất, nhưng lại để lại đôi đoạn không tử mẫu luân này. Nếu cái bánh xe này là do tử mẫu luân hợp nhất lại mà thành thì nó có thể sở hữu uy lực chém nứt không gian. Cho dù chỉ có mỗi tử luân cũng có thể càn quét sạch sẽ vào 10 giết ra đủ 10 trong không gian truyền tống. Vì thế, toàn phong tôn giả căn bản không hề sợ không gian truyền tống của đối phương. Mà lúc này, giáp tay bên trái của đôi giáp tay màu trắng bạc đã hoàn toàn biến mất, giáp tay bên phải cũng chỉ còn sót lại một đoạn nho nhỏ. Thái, chảm, toàn phong tôn giả gầm lên đầy giận dữ. Đoạn không tử mẫu luân đâm vào thông đạo của cánh cửa không gian, rạch một đường ở cổ tay của giáp tay màu trắng bạc kia. Con, một cái giáp tay màu trắng bạc lập tức bị cắt ra khỏi toàn bộ giáp tay, bị đoạn không tử mẫu móc lấy, bay vèo vèo ra ngoài. Sau khi bay ra khỏi phạm vi của cánh cửa truyền tống, đoạn không tử mẫu luân mang cái giáp tay màu trắng bạc đó bay thẳng vào tay của toàn phong tôn giả. Sự biến hóa này xảy ra quá đột ngột, khiến Hải Vương không kịp phòng bị. Một lát sau, cánh cửa truyền tống dần dần khép lại. Trước khi cánh cửa truyền tống biến mất, tiếng kêu gào siêu cấp không cam lòng của Hải Vương truyền đến gặp quỷ rồi, chẳng lẽ thời đại thay đổi thật rồi sao? Chẳng lẽ lực lượng không gian thực sự đã trở thành kỹ năng mà các tôn giả cũng có thể nắm giữ rồi ư? Ha 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 ha, toàn phong tôn giả giơ cái giáp tay màu trắng bạc kia lên, đắc ý cười lớn. Lúc này, tiêu điểm của mọi ống kính máy quay đều tập trung hết lên người hắn. chương 454, ta sẽ khiến người hạnh phúc cái cảm giác được muôn người dõi theo này chính là thứ mà toàn phong tôn giả thích nhất bất kể là lúc nào ta cũng đều là người nổi bật nhất trong đám đông ta chính là toàn phong tôn giả ta đang tự đại diện cho chính bản thân mình toàn phong tôn giả giơ cái giáp tay màu trắng bạc kia lên nhưng chỉ số nổi bật tầm cỡ này vẫn chưa đủ mặc dù cuối cùng hắn vẫn kịp thời ra tay nhưng không thể tỏa sáng mãi như thế này được vì thế nhân cơ hội tốt này hắn muốn làm một chuyện mà từ lúc bắt đầu cuộc đua xe kéo này thì hắn đã rất muốn làm thân hình của toàn phong tôn giả khẽ động hắn đạp lên đoạn không tử mẫu luân dùng tốc độ gần bằng với thuấn di lắc người đến trước mặt diệt phượng công tử tống thư hàng nhìn toàn phong tôn giả với vẻ mặt nghi hoặc không biết hắn đột nhiên đến đây làm gì nhỉ diệt phượng mặt mày toàn phong tôn giả vô cùng dịu dàng cầm cái giáp tay màu trắng bạc kia đưa về phía diệt phượng công tử Tống thư hàng cảm thấy đầu óc mít đặc, hắn hoàn toàn không biết Toàn Phong tôn giả làm thế là muốn có ý gì nữa. Chẳng lẽ giữa Diệt Phượng công tử và Toàn Phong tôn giả có quan hệ thân mật gì đó sao? Thưa các vị đạo hữu đang ở trước màn hình TV, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Toàn Phong tôn giả lại bắt đầu tấn công Diệt Phượng công tử một lần nữa. Liệu lần này hắn có thể thành công được hay không đây? Phát ngôn viên Giang Sơn lên tiếng nói. Rất rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên vị toàn phong tôn giả này tấn công diệt phượng công tử vấn đề ở đây chính là ta không phải là diệt phượng công tử mà suốt cuộc giữa toàn phong tôn giả và diệt phượng công tử có quan hệ thế nào đây ta có nên nhận lấy cái giáp tay màu trắng bạc này hay không trong lòng tống thư hàng âm thầm xoắn suýt lúc này toàn phong tôn giả đang đứng trước mặt hắn đột nhiên lên tiếng nói diệt phượng ta thích ngươi đậu xanh ba giây sau đậu xanh đậu xanh đậu xanh. Tống Thư Hàng triệt để ngu người, mặt được ra. Cư nhiên lại là tỏ tình, loại chuyện này hắn thật sự chưa từng trải qua bao giờ cả. Hơn nữa, toàn phong tôn giả rõ ràng là đàn ông mà. Diệt phượng công tử, cũng là đại yêu giống được mà ta. Theo bản năng, Tống Thư Hàng đưa tay lên sờ ngực mình một cái, hắn muốn biết liệu có phải trong này giấu một món thần khí vải quấn ngực giúp nữ giả nam trang gì đó không. Nhưng đúng lúc này, nửa câu sau của toàn phong tôn giả lại vang lên, làm thú cưng của ta đi, diệt phượng. Ta đã nhìn chúng ngươi từ rất lâu rồi, ta nhất định sẽ chở che ngươi cẩn thận, giống như Hoàng Sơn đạo hữu che chở cho đậu đậu vậy. Ta bảo đảm ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc, khiến ngươi trở thành thú cưng hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tống Thư Hàng, che chở cái đầu ngươi. Thế nào, ta có thể bao ăn bao ở, bao tài nguyên tu luyện, đưa ngươi đi càn quét các loại bí cảnh chỉ cần thỉnh thoảng ngươi có thể làm núng như những thú cưng bình thường giống như đậu đậu là được, ngươi có chịu hay không? Toàn phong tôn giả nói với vẻ chờ mong. Ba giây sau, Tống Thư Hàng trả lời một cách quả quyết, không thèm. Toàn phong tôn giả đứng trên, đoạn không tử mẫu luân, nhất thời cảm thấy cõi lòng mất mát, dường như đang bị đả kích khủng khiếp lắm. Một lần nữa, giọng nói của phát ngôn viên Giang Sơn lại vang lên đúng lúc, thất bại, lại thất bại thêm một lần nữa rồi. Toàn Phong Tôn giả lại cảm thấy mất mát rồi, nhưng chúng tôi tin rằng, Toàn Phong Tôn giả chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì người đàn ông thích nổi bật như hắn căn bản không hề biết đến thất bại là cái gì. Chúng ta cùng chờ đợi lần tấn công tiếp theo của Tôn giả với Diệt Phượng công tử nhé. Lại 3 giây nữa trôi qua. Tạm biệt nhé, Toàn Phong tiền bối. Tống thư hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử, chạy nhanh về phía chiếc máy kéo có tay vịn của mình thời gian không còn bao nhiêu nữa, mục tiêu của hắn là nằm trong top 10 người chiến thắng cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này đó. Cho dù cái mục tiêu này hiện giờ đã mong manh xa vời lắm rồi, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc đâu. Trèo lên máy kéo có tay cầm, khởi động. Xịch xịch xịch, máy kéo có tay cầm phun ra khói đen, vọt lên phía trước. Khoan đã, diệt phượng, toàn phong tôn giả đột nhiên đứng lên, vuốt tóc một cái sau đó dùng tư thế đẹp trai nhất ném cái giáp tay màu trắng bạc cho Diệt Phượng công tử. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói với vẻ tiêu sái, Diệt Phượng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thân thể đáng yêu với bộ lông dựng đứng lên của ngươi, đôi tai nhỏ mà nhọn hoắt của ngươi, con ngươi bảy màu tuyệt diệu của ngươi đã hấp dẫn ta một cách mãnh liệt. Ta đã thích ngươi rất lâu rồi, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện trở thành cục hưng của ta. Ta tin ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu. Tống Thư Hàng, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau." Toàn Phong Tôn giả giơ ngón cái lên với Tống Thư Hàng, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Tống Thư Hàng dùng mình một cái thật mạnh, hắn cảm giác khi loại ớn lạnh này kết hợp với cảm giác rét lạnh truyền từ linh hồn ra khiến hắn có ảo giác như thể mình đang ở trong hầm băng. "Mà nói, Toàn Phong Tôn giả, rốt cuộc nguyên liệu của sự tự tin của ngài là gì vậy, chia cho ta vài gram có được không?" không để ý đến sở thích kỳ lạ của toàn phong tôn giả nữa, Tống Thư Hàng khống chế máy kéo có tay cầm, xịch 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 tiến về phía trước. Nhưng khi hắn vừa mới cất bước, linh điệp tôn giả đáp từ trên không xuống, rơi vào máy kéo có tay cầm của hắn một cách nhẹ nhàng. Tiểu Hữu đừng vội, linh điệp tôn giả cười ha ha, nói phần thưởng đập trứng vẫn chưa được phát mà. Phần thưởng đập trứng, Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc. Vốn Bạch Đạo Hữu của chúng ta đã bố trí một phần thưởng ẩn trong cơ thể của con mực quái khổng lồ kia. Người động vào quả trứng màu này, cuối cùng có thể có được phần thưởng ẩn đó. Nhưng đáng tiếc, cơ thể của con mực quái đó đã bị tan chảy, phần thưởng ẩn đó cũng bị mất luôn." Linh Điệp Tôn giả nhún vai, nói. "Tống thư hàng mừng thầm, hỏi, "Sau đó thì sao ạ?" "Sau đó ta và Bạch Đạo Hữu đã bàn bạc cùng nhau, đổi phần thưởng này thành thứ mà ngươi cần nhất bây giờ." Linh Điệp Tôn giả cười nói thứ hắn cần nhất là cái gì? Chỉ thấy linh điệp tôn giả móc ra bốn tờ giấy trắng, dán, bộp một cái lên máy kéo có tay cầm của diệt phượng công tử. Trận pháp tăng tốc độ lên gấp 10 lần, đủ cho ngươi dùng đến khi trận đấu kết thúc. Cố gắng lọt vào top 10 nhé, tiểu hữu Linh điệp tôn giả cười ha ha, thân hình khẽ động, quay trở lại bầu trời, tiếp tục làm trọng tài chính của hắn. Tống thư hàng nhất thời kích động đến nỗi nước mắt lơi là trả. Mặc dù chỉ là tăng tốc độ gấp 10 lần, nhưng đây quả thực đúng là thứ hắn cần nhất bây giờ. Hơn nữa, còn là tăng tốc độ lên gấp 10 lần cho đến hết cuộc thi nữa chứ. Đây quả thực là đưa than lúc trời tuyết mà. Chỉ số hào cảm của Tống Thư Hàng đối với Linh Điệp Tôn giả cộng 50, đối với Bạch Tôn giả cộng 51. Nhưng chỉ khoảng 30 giây sau, Tống Thư Hàng thấy như mình sắp chết đến nơi. Đứng trước tăng tốc gấp 10 lần này, năng lực, dự phán trước 3 giây, gì đó đều là mây bay. Lúc mới bắt đầu, dưới sự gia tốc x10 này, hắn nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách giữa mình với các tuyển thủ dự thi khác. Nhưng chuyện phiền phức từ đó cũng thi nhau kéo tới. Ví dụ như khu vực xét đánh trước mặt. Sau khi tiến vào khu vực này, những tuyển thủ dự thi khác phát huy đầy đủ kỹ thuật lái xe điêu luyện và sự phản xạ thần kinh nhanh nhạy của mình, điều khiển cái máy kéo có tay cầm nặng nề ngu ngốc luồn lách trong khu vực xét đánh một cách linh hoạt, sau đó thuận lợi vượt qua nó một cách an toàn, không tổn hao chút nào. Còn Tống Thư Hàng, hắn giống như là xe ủi đất, sông ngang đâm thẳng qua khu vực xét đánh. Sau khi vượt qua khỏi khu vực xét đánh này, năng lượng của tầng hộ thuẫn trên chiếc xe máy kéo có tay cầm của Tống Thư Hàng đã tiêu hao hết hoàn toàn. Tiếp theo, cho dù chỉ là một quả thủy lôi bình thường thôi cũng có thể khiến chiếc máy kéo có tay cầm này của Diệt Phượng Công Tử đi tông. Xin tuyệt đối đừng khiến ta đụng vào bẫy nữa tống thư hàng âm thầm cầu nguyện. lúc này ngoại trừ cầu nguyện ra thì hắn không thể làm được gì cả. có lẽ lời cầu nguyện của hắn thật sự có tác dụng. các tuyển thủ dự thi trước mặt thường xuyên đạp chúng vô số các loại bẫy dập như miễn phí trở về điểm bắt đầu, thủy lôi đánh bất ngờ, xoay tròn trên không tại chỗ, bàn trông tấn công. thậm chí còn có không ít tuyển thủ dự thi thua ở trong tay người mình. ví dụ như giao bá chân quân lợi dụng ưu thế biển cả của mình. Lật ngược máy kéo có tay cầm của các vị đạo hữu lại. Nhưng trên đoạn đường này, Tống Thư Hàng lại không hề gặp phải nguy hiểm lớn gì. Chỉ có một lần bị thủy lôi bạo nổ, nhưng cũng nhờ có tốc độ quá nhanh mà chỉ có phía đuôi xe máy kéo có tay cầm bị nổ nát một chút mà thôi, còn lại thì cả chiếc xe không hề hỏng hóc nặng nề gì. Thời gian tranh giải trôi qua từng giây từng phút. Dưới tình hình đến hắn cũng không ngờ đến, Tống Thư Hàng đã lọt vào top 20 người đứng đầu điểm đến đang ở ngay trước mặt rồi. Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của một hòn đảo nhỏ. Đó là hòn đảo hoàng nơi ở của thất sinh phù tiền bối, cũng chính là điểm kết thúc của cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này. Bây giờ hắn đang ở vị trí, số 11, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể lọt vào top 10 người đứng đầu rồi. Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng kích động. Ở vị trí gần kề điểm kết thúc, quán quân là của ta, giao bá chân quân là người dẫn đầu, giao bá đạo hữu nhầm rồi, quán quân, là của ta mới đúng. Ở vị trí ngang hàng với hắn là lạc trần chân quân. Phía sau là tuyết lang động chủ, trên đường hắn bị giao bá chân quân chơi xấu một phen nên bị thụt lùi lại một chút. Vũ Nhu Tử đang không ngừng theo sát phía sau ba vị tiền bối. Bên cạnh cô là thông huyền đại sư và Bắc hà tán nhân đang một mực yên lặng lái xe. Sáu vị tuyển thủ phía trên tạm thời duy trì sáu vị trí đứng đầu đó. Nhưng số người tiến vào di tích chỉ có 5, nên 6 vị tuyển thủ này sẽ còn cố gắng liều mạng hơn nữa. Ở phía sau vũ nhu tử chính là khỉ đầu chó cùng đao tam lãng, tạo hóa pháp phương, nam hồ đạo nhân, phá dương kích quách đại, ngựa trạch chân tiên cùng với túy XX thư sĩ mặt đầy bình tĩnh. Sau đó chính là tống thư hàng đứng thứ 11. Điểm đến đang ở trước mắt rồi. Một con khỉ đầu chó vui sướng kêu lên, ha ha ha, cuối cùng cũng đến lúc bứt phá về đích rồi ta nhẫn nhịn từ đầu đến giờ cuối cùng cũng phải bắt đầu bứt phá về đích rồi. Ta phải là người nằm trong top 5, thượng cổ di tích, ta tới đây. Nhưng ngay lúc khỉ đầu chó vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy đuôi xe mình bị đụng mạnh một cái, năng lượng của hộ thuẫn bị tiêu hao nhanh chóng. Cuồng đao tam lãng quay mạnh đầu lại một cái thì nhìn thấy nụ cười đầy ấm áp của túy XX cư sĩ. Tam lãng huynh, thiểm điện cuồng long toàn, này của ta có sướng hay không? Tuy XX cư sĩ nói với vẻ hờ hững, thực ra hắn có thể ném cho tam lãng chiêu, thiểm điện cuồng long toản, này sớm hơn, nhưng hắn vẫn luôn nhịn đến bây giờ. Vào thời khắc mấu chốt ném cho tam lãng một kích như vậy, thật sự là sướng điên người. Khóc mắt của cuồng đao tam lãng lập tức rơm rớm nước mắt. Bởi vì hành động gây trở ngại này của túy XX tư sĩ nên hắn và cuồng đao tam lãng nhanh chóng bị văng ra khỏi top 10. Mà Tống Thư Hàng lại may mắn chen chân vào top 10 top 10, vào top 10 rồi, Tống Thư Hàng kích động nói. Chỉ cần duy trì vị trí này là hắn có thể thoát khỏi cuộc du hành vũ trụ một tháng rồi. chương 455, nhân dân toàn quốc nhao nhao chúc mừng. Lúc Tống Thư Hàng cầu xin giúp đỡ cho vấn đề trận pháp tị thủy ở trong nhóm cửu châu số 1 thì đã từng nghe thất sinh phù phủ chủ nhắc đến, hắn chuẩn bị một phù văn đại trận đầy tráng lệ ở hòn đảo nhỏ gần đấy, dùng để chào mừng mọi người đến tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm. Cho nên, Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nhưng trong lúc giữ nguyên cảnh giác thì tốc độ cũng không thể chậm đi được. Bây giờ bọn hắn đang xếp ở vị trí số 10, đây là vị trí rất nguy hiểm, chỉ cần bị tuyển thủ khác đuổi vượt lên thì cánh cổng du hành vũ trụ một tháng kia sẽ mở rộng trước mắt của hắn. Lại nói, nếu như bản thân hắn không vào được top 10, lúc bị đưa lên vũ trụ thì hắn nên làm gì cho phải đây ta? Mang theo điện thoại là điều bắt buộc chắc rồi sau đó hắn có thể lưu mấy trăm ebook trong điện thoại bất kể loại sách nào cũng đều được cả rồi thì phim điện ảnh phim truyền hình các kiểu này cũng phải lưu nhiều chút còn trò chơi nữa dạo gần đây chẳng có game nào hay ho mới ra cả vấn đề điện thì cũng không cần phải lo dù sao hắn cũng có nạp điện thuật trong tay rồi không cần lo lắng chuyện lượng điện của máy nữa nhưng mà phải chuẩn bị một cái máy tính để bàn phòng trường hợp điện thoại tự dưng bị hỏng lúc ở trong không gian nữa Mẹ ơi, mình đang nghĩ cái quần gì thế này? Phi phi phi, đại cát đại lợi, còn lâu ta mới phải đi du lịch vũ trụ nhé. Ta chắc chắn sẽ trở thành vua hải tặc. À lộn, ta chắc chắn sẽ giành được top 10 của cuộc đua máy kéo có tay cầm này. Sông lên sông lên sông lên. Hai tay của Tống Thư Hàng cầm tay lái của máy kéo, cả người lắc lên lắc xuống theo thiết tấu. Nhanh lên một chút, nhanh thêm một chút nữa. Giữ vững vị trí số 10 tranh số 9, thậm chí là thứ 8, thứ 7 luôn. Nếu có thể giữ được vị trí top 9, hoặc là cố gắng nhích thêm chút nữa, ta nhất định có thể an toàn hơn một chút. Chiếc xe kéo tiếp tục lao xình xịch về phía trước. Ớ, đợi đã, sao mình thấy có gì đó không đúng thế nhỉ? Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn thò tay ra ấn vào hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp trên màn hình. Quét xem thử tình trạng của xe xem thế nào, sao ta cảm thấy xe như đang chìm xuống thế? Tống Thư Hàng nói. Khẳng định là vậy, hệ thống chiến giáp diệt phượng siêu cấp nói, lốp xe của máy kéo có tay cầm số 44 đã lún xuống một cm, vẫn đang tiếp tục lún xuống từ từ. Tại sao lại như vậy? Trận pháp tị thủy mất hiệu lực rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Chắc chắn là thế, linh lực bên trong trận pháp tị thủy đã gần cạn kiệt. Đợi đến khi linh lực hết sạch thì trận pháp tị thủy sẽ mất hiệu lực. Nhà đã rột lại còn gặp phải mưa to giữa đêm thế này rõ ràng chính hắn đã rót đủ linh lực vào trong trận pháp tị trùy của máy kéo có tay cầm rồi mà, không ngờ vẫn không thể chống đỡ được đến khi kết thúc trận tranh tài. Quả nhiên, là do lúc dây dưa với con mực quái kia hắn đã tốn quá nhiều thời gian sao. Nhưng mà, ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn khống chế thân thể của Diệt Phượng Công Tử một cách khó khăn, duỗi chân phải ra, đạp vào trận pháp trị thủy trên bàn đạp, nếu đã không còn linh lực, thì ta sẽ rót thêm một chút linh lực vào. Chút chuyện còn con này không làm khó được ta đâu. Thế là, một luồng linh lực khổng lồ chảy vào trận pháp thông qua bàn chân của Diệt Phượng Công Tử. Ánh sáng của trận pháp tị thủy lại bắt đầu sáng lên lập lòe. Có hiệu quả rồi. Tuyệt lắm, bây giờ chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, giữ vững đến cuối là thắng rồi. Trong lòng Tống Thư Hàng kích động không thôi. Nhưng đột nhiên, Trận Pháp Tị Thủy, vốn dĩ đã sáng lên một chút nay bỗng đột nhiên lụi dần đi. Trận Pháp Tị Thủy bị nổ tung mất rồi. Ôi đừng mà, lòng tống thư hàng gào thét. Sau khi mất đi trận Pháp Tị Thủy, máy kéo có tay cầm số 44 lập tức chìm vào trong biển. Biến hình, mau biến hình đi, biến thành hình thái chiến luân đi, tống thư hàng gào lên thật to. Nhưng mà, bởi vì nguyên nhân bị chậm, nên mệnh lệnh này của hắn đã chậm mất 3 giây lúc hắn gào lên, nước đã dâng lên đến cổ. Lại bởi vì trước đó xông vào, khu vực xét đánh, nên năng lượng của hộ thuẫn đã tiêu hao chẳng còn lại chút nào, nên sau khi xe kéo có tay cầm bị chìm xuống nước, không có lá hộ thuẫn bảo vệ, động cơ lập tức bị nước vào. Nên chiếc xe chỉ kêu, xịch xịch xịch, vài tiếng rồi tắt ngấm. Cứ như thế, xe kéo có tay cầm số 44 ngày càng chìm xuống sâu hơn. Rõ ràng là sắp nhìn thấy đích đến nơi rồi, nhưng lại thất bại trong gang tắc, đúng là ông trời trêu ngươi mà. Tống Thư Hàng chỉ kịp lôi bảo đao bá toái, cái giáp tay màu trắng bạc mà toàn phong tôn giả ném cho, cuối cùng lại nhớ gỡ cả cái máy tính có chứa hệ thống diệt phượng siêu cấp gắn trên xe xuống. Nhìn chiếc xe kéo có tay cầm số 44 dần dần chìm xuống là nước sâu hun hút, Tống Thư Hàng thấy mắt mình ươn ướt, vì lý do đang ở trong nước, nên nước mắt đều đã hòa vào làm một với nước biển. Cho dù biển có lớn, cũng không thể chứa được nỗi buồn của ta tống thư hàng lầm bầm nói ôm bảo đao giáp tay và máy tính thân thể của diệt phượng công tử cứng đờ bơi về phía mặt nước các vị khán giả đang ngồi trước tv thân mến trong lúc cuộc thi sắp sửa đến hồi kết thúc lại có một vị tuyển thủ nữa bất ngờ bị loại khỏi cuộc tranh tài do xe kéo có tay cầm xảy ra sự cố đó là một trong số những tuyển thủ thu hút công chúng nhất trong cuộc đua xe kéo lần này của chúng ta diệt phượng công tử bởi vì diệt phượng đạo hiếu không chuẩn bị các phương pháp chống thấm nước kỹ càng nên xe kéo bị ngấm nước, đã chìm xuống đáy biển sâu rồi. Nhưng mà lần này, hắn không may mắn gặp nhặt được phần thưởng hay bất kỳ thứ gì mà đã chìm xuống đáy thật rồi. Cho nên, bất luận là thứ gì động vào nước đều chẳng tốt đẹp chi cho cam, dù là xe, máy tính hay là não, đều không thể để bị ngấm nước được. Phát ngôn viên Giang Sơn nói với vẻ khẳng khái hiên ngang. Tống Thư Hàng, não ôm nước cái quần què nhà ngươi nhé. Sau khi nổi lên khỏi mặt nước, máy tính trong tay Tống Thư Hàng phát ra tiếng tít tít tít. Không hổ là sản phẩm của Diệt Phượng, cho dù có bị ngấm nước thì cũng không bị hỏng. Âm thanh vang lên, là âm báo tin nhắn của nhóm Cửu Châu số 1. Hắn bất giác giơ tay, mở tin nhắn ra xem. Trong nhóm Cửu Châu số 1, Lưu Huỳnh Tiên Tử, oa ha 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 ha, cười chết mất thôi, Diệt Phượng công tử lại bị chìm xuống nước kia. Thấy rồi thấy rồi, ta đã cười bể cả bụng rồi đây trời đượu điền thiên đảo chủ nói lúc nãy ta còn đang vừa xem vừa ăn mì lúc thấy tên yêu tinh ngu đần diệt phượng này lại rơi xuống nước bèn không nhịn nổi mà cười phụt một cái mì còn chui thòng lòng thòng lòng cả ra mũi kia đậu xanh ta còn ăn vị siêu cay nữa chứ ôi không được rồi vị siêu cay a à há 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 ta đau bụng quá đi mất cái lúc mà rơi xuống nước ấy bộ dạng đần mặt ngu người của diệt phượng công tử trông bữa quá đi mất nhìn mặt tên yêu tinh này ngu ơi là ngu lệ chi tiên tử cười nói cơn xanh trên trán tống thư hàng nổi lên cuồn cuộn tiền bối trong nhóm cửu châu số một ai cũng chỉ biết sung sướng khi người khác gặp họa thôi không có ai chịu an ủi trái tim thiếu nam yếu ớt này của hắn cả sao xe kéo có tay cầm chẳng còn nữa hắn đã cầm chắc cái vé đi du lịch vũ trụ trong tay rồi thôi xong xong đời rồi không biết phan xin với bạch tôn giả có được giảm nhẹ hình phạt không nhỉ trong lúc hắn đang suy nghĩ lại có một tiền bối trong nhóm cửu châu số một gửi tin nhắn lên thiên phủ khí tông dương huyền nhân dân quảng đông gửi điện chúc mừng chúc mừng diệt phượng công tử lại chìm xuống biển lần nữa lưu huỳnh thiên tiên tử lập tức ăn theo nhân dân vân sao nam gửi điện chúc mừng chúc mừng diệt phượng công tử lại chìm xuống nước lần thứ hai điền thiên đảo chủ nhân dân đảo tiêu giao gửi điện chúc mừng chúc mừng diệt phượng công tử rơi đài ngay trước vạch đích không biết đông phương tiên tử online từ bao giờ nhân dân Thiên Sơn cũng gửi điện chúc mừng Diệt Phượng công tử thần kinh dẫm đinh Bạch Hạc chân quân thấy nhiều đạo hữu xuất hiện như vậy cũng không nhịn được bèn đú theo hóng hót nhân dân New Zealand gửi điện chúc mừng chúc mừng Diệt Phượng đạo hữu ôm nước lúc này Tống thư hàng ôm máy tính có cảm giác muốn đập nát cái máy tính này ra cho rồi thư hàng tương đương lúc này có một âm thanh từ xa truyền đến gọi tên của Tống thư hàng Tống Thư Hàng vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Tôn Giả đang ung dung tự tại dừng chiếc xe kéo có tay cầm ngay bên cạnh hắn. Lên xe đi, cuộc thi xe kéo có tay cầm kết thúc rồi, ta đưa ngươi về đảo của đạo hữu thất sinh phù cái đã. Ta nhớ ngươi còn có một mảnh huyết thần toàn muốn đổi với thất sinh phù đạo hữu đúng không? Bạch Tôn Giả cười nói. Tống Thư Hàng cúi đầu ủ rũ, nói Bạch Tiền Bối, bây giờ ta vẫn đang ở trong thân thể của Diệt Phượng Tiền Bối, huyết thần toàn vẫn còn đang ở trên cơ thể của ta. Bạch tôn giả cười nhẹ một cái, yên tâm, ta đã mang thân thể qua đây giúp ngươi rồi. Nói xong, tôn giả chỉ chỉ lên trời. Một thanh phi kiếm dùng một lần bản 005 xé trời lao đến, trên thân kiếm có một chiếc xe thương vụ, đó chính là chiếc xe thương vụ chuyển phát nhanh to to có chứa cơ thể của tống thư hàng, cùng với món hàng chuyển phát nhanh và cả tư mã giang. Trong xe là hai vị đệ tử sở ra mặt mày tái mét, bị dọa sợ nước mũi nước rãi chảy thành dòng. Vốn dĩ bọn họ làm theo lời dặn dò của Diệt Phượng Công Tử, trông coi tống thư hàng và tư mã giang. Nhưng đột nhiên cái xe thương vụ này bay lên, lao vèo vèo trên không trung với tốc độ nhanh hơn cả máy bay. Cuối cùng, Thanh Phi Kiếm dùng một lần lơ lửng trước cái máy kéo có tay cầm của Bạch Tôn Giả. Lên xe đi, sau khi lên đảo, người cũng phải đi gặp mấy người bạn kia của ngươi nữa mà. Bạch Tôn Giả còn nhớ, Tống Thư Hàng đi đến hòn đảo nghỉ dưỡng kia cùng với mấy người bạn của mình chẳng qua cuối cùng bọn họ lại xông nhầm vào hòn đảo thần bí. Sau đó chẳng biết tại sao mà những người bạn kia của hắn lại bị đưa đến hòn đảo nhỏ của phủ chủ thất sinh phù nữa. À, đúng rồi, Tống Thư Hàng thở dài, nhích đến bên cạnh Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả khởi động lại máy kéo có tay cầm, đạp gió dễ sóng tiến về phía trước. Gió biển thổi mạnh khiến mái tóc đen của Bạch Tôn Giả tung bay theo gió. Thân thể của hắn lắc lư theo sự chấn động có tiết tấu của máy kéo có tay cầm, nhìn qua trông có vẻ như tôn giả đang quể rất hay. Thế nào, cảm thấy cuộc thi này có thú vị không? Đột nhiên bạch tôn giả lên tiếng nói. Hả, Tống Thư Hàng chớp mắt một cái, ta cảm thấy rất thú vị. Đúng là rất thú vị, đặc biệt là lúc lái máy kéo có tay cầm lao trên mặt biển, Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Có điều, ta cảm thấy lúc vào đoạn tranh tài trên mặt biển ấy, nếu như không có đường đua, điều khiển máy kéo có tay cầm lái đi băng băng trên mặt biển minh mông vô tận, tự do lao nhanh, sẽ thú vị hơn. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng nói ra ý kiến của mình. Đường đua được thiết kế trên mặt biển, các cạm bẫy quả thực rất thú vị, khiến cuộc thi càng kích thích hơn. Nhưng khi nhìn thấy mặt biển minh mông vô tận, không có bất kỳ vật trở ngại gì lại khiến người ta có cảm giác hăng hái hơn, có cảm giác muốn giải phóng bản thân, để cho mình tự do lao đi trên mặt biển. Ừ, đúng là có vẻ rất thú vị đấy. Bạch tôn giả sờ cầm, vậy ở cuộc thi máy kéo có tay cầm lần sau, có thể bố trí một đoạn thành trạng đường tự do. Chỉ sắp xếp đích đến, còn chặng đường đi thì có thể để cho các tuyển thủ tự mình lựa chọn. chương 456, Đại trận kinh nghiệm tặng kèm. Tống Thư Hàng cảm thấy khó hiểu tại sao Bạch Tiền Bối lại không vui. Bởi vì không được chơi cho đã. Con đường thi đấu, các bẫy dập đều do ta tham gia sắp xếp, vì nguyên tắc công bằng, ta không thể tham gia trận đấu. Chỉ có thể đi theo bên cạnh mọi người ngó ngó một chút cho đã ghiền. Nhưng ta muốn đấu tốc độ với mọi người, cái cảm giác vèo 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 kia mới kích thích làm sao. Bạch Tôn giả nói ra chiều tiếc nuối. Cũng đúng, sở dĩ Bạch Tôn giả tổ chức cuộc đua xe máy kéo này là vì bản thân hắn rất thích chơi đua xe máy kéo. Nhưng sau này hắn lại thành trọng tài, không thể nào tham dự với tư cách tuyển thủ được, đương nhiên không thể chơi cho đã rồi. Ha 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 thư hàng cười gượng trong lúc nói chuyện với bạch tôn giả có mấy lần hắn muốn nói về chuyện du lịch vũ trụ một tháng với bạch tôn giả lắm muốn xin bạch tôn giả thủ hạ lưu tình đổi một tháng thành cỡ nửa tháng thôi nhưng mỗi khi lời sắp thoát ra đến miệng thì hắn lại không thể nói thành lời được thứ nhất là vì thật sự da mặt hắn rất mỏng hơn nữa có lẽ trong lòng hắn có một ảo tưởng không thực tế lắm nói không chừng chuyến du lịch vũ trụ một tháng của bạch tôn giả chỉ là thuận miệng nói cho vui thôi, chứ không có ý định đấy thật thì sao? Chấm. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta phải vào giai đoạn cuối cùng đấy. Bạch tôn giả nói xong, giơ ngón tay ra điểm nhẹ một cái trên bầu trời. Trên bầu trời, chiếc xe thương vụ của sở ra tự động mở cửa ra. Sau đó, thân thể của Tống Thư Hàng bị bạch tôn giả dùng linh lực nâng lên, an bài đến phía cuối xe còn chiếc xe thương vụ nọ thì bị phi kiếm dùng một lần nâng lên cao, bay đến hòn đảo thổ dân của phủ chủ thất sinh phù đang ở. Giai đoạn cuối cùng á, à, chính là cái hòn đảo của phủ chủ thất sinh phù và đại trận phù bảo được bố trí ở bên dưới đó sao? Bạch tiền bối, các ngươi đã bố trí cái trận pháp đáng sợ gì thế? Tống Thư Hàng lo lắng hỏi thử. Đại trận đáng sợ á, tại sao lại đáng sợ chứ? Bạch tôn giả nói với vẻ khó hiểu, đại trận cuối cùng không phải bẫy dập mà là phần thưởng đấy. Hả, phần thưởng á, Tống Thư Hàng nói với vẻ khá ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, mấy phần bẫy thì phải đặt ở giữa đường đua để tăng thêm kích thích và vui thú cho trận đấu, nhưng người có thấy trận đấu nào lại đi đặt bẫy ở vạch đích của trận đấu chưa? Như vậy không phải rất thiếu đạo đức sao? Bạch tôn giả đáp. Tôn giả nói rất có đạo lý, Tống Thư Hàng hoàn toàn không thể nào phản bác được bạch tôn giả lại giải thích thêm đại trận cuối cùng ấy ta phải tốn rất nhiều tài liệu quý giá nhờ cả linh điệp đạo hữu và thất sinh phù đạo hữu cùng bố trí thành một phù bảo đại trận mỗi một đạo hữu thuận lợi chạy đến điểm cuối cùng sau khi cán vạch đích tiến vào phù bảo đại trận này thì có thể được sức mạnh của phù bảo đại trận tẩy lễ cho lợi dụng sức mạnh của phù văn để cường hóa thân thể cường hóa chân khí hoặc linh lực trong cơ thể ngươi vừa mới tấn thăng lên cảnh giới chân sư nhị phẩm nếu như được phù bảo đại trận này tẩy lễ xong thì có thể triệt để củng cố cảnh giới của ngươi bây giờ, còn có thể giúp ngươi có được rất nhiều chỗ tốt nữa." Tống thư hàng lập tức hiểu ra, tóm lại đây là một trận pháp giúp gia tăng điểm thuộc tính vĩnh viễn, nếu như trải qua tẩy lễ, thể chất cộng 1, chân khí hoặc linh lực cộng 1. Nếu ai mà may mắn thì nói không chừng lại được cộng cả sức mạnh lẫn nhanh nhẹn luôn ấy nhỉ. Cuộc đua xe đẩy này, chỉ có 5 người top đầu mới có thể được theo Bạch Tôn giả thăm dò cái di tích thượng cổ nọ nhưng biết bao nhiêu tuyển thủ tham gia cuộc thi này đều đã vất vả đến một chuyến, cũng không thể để người ta ra về tay không được. Cho nên, Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả và cả phủ chủ thất sinh phù mới liên thủ bố trí cái đại trận này, xem như phần thưởng an ủi. Lúc này, Bạch Tôn Giả lại lên tiếng, đúng rồi, ba cái tuế nguyệt thủy tinh căn của người còn đó không? Tuế nguyệt thủy tinh căn sao? À, chính là cái thứ có hình dạng giống như thủy tinh mà bạch tôn giả đã lấy ra từ lòng bàn chân cháy đen của tống thư hàng lúc hắn bị xét đánh chúng ngay trên đường đua do bạch tôn giả và linh điệp tôn giả tạo ra người thấy đều có phần hơn nữa xem như phần thưởng an ủi vì bị xét đánh tống thư hàng nhận được tổng cộng ba cái tuế nguyệt thủy tinh căn thứ này tu sĩ nhị phẩm mà ăn được một cái thì có thể tăng được ba năm tu vi tống thư hàng vốn còn định chờ cảnh giới của mình được củng cố xong hoặc là tới khi quan trọng như trùng kích tiểu cảnh giới thứ hai của nhị phẩm là long vĩ đan điền thì sẽ dùng bảo bối này. Ta bỏ nó ở trong túi thu nhỏ trên người ta, tống thư hàng đáp, lấy ra đi, cho thân thể của ngươi dùng, nhờ vào năng lực của phù bảo đại trận. Lúc tiếp nhận năng lượng của phù bảo đại trận tẩy lễ thì có thể giúp ngươi một hơi hấp thủ được toàn bộ dược lực của tuế nguyệt thủy tinh căn. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Tôn giả nói ta sẽ lấy ra ăn ngay. Tống Thư Hàng leo ra phía sau xe, móc cái túi thu nhỏ của mình ra rồi lại lấy túi nguyệt thủy tinh căn nọ. Ơ, ờ, sau khi móc ba cái túi nguyệt thủy tinh căn kia ra thì trong mắt Tống Thư Hàng lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ, khi Bạch Tôn giả giao thứ bảo bối này cho hắn thì mỗi cái túi nguyệt thủy tinh căn chỉ lớn chừng một ngón trỏ thôi mà. Nhưng tại sao cái túi nguyệt thủy tinh căn này lại lớn thành cỡ quả táo là sao? Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phương công tử, giờ cái tuế nguyệt thủy tinh căn này về phía chỗ ghế lại hỏi, bạch tiền bối, tuế nguyệt thủy tinh căn sinh ra biến dị rồi này, thể tích của nó tăng lên rất nhiều. Bạch tôn giả nhìn thoáng qua một cái rồi cười ha hả, đừng lo, đây là hiện tượng rất bình thường. Sau khi tuế nguyệt thủy tinh căn rời khỏi mặt đất thì thể tích sẽ tăng lên rất nhanh, có thứ từng bình to ra cỡ bằng một quả dưa hấu kia. Sau đó, bạch tiền bối leo ra khỏi ghế lái, đi về phía sau xe, nhận lấy ba cái tuế nguyệt thủy tinh căn kia. Sau đó, Bạch Tiền bối giơ tay bóp thân thể của Tống Thư Hàng há miệng ra. Diệt phượng công tử bản Tống Thư Hàng lộ ra vẻ khó hiểu. Lại thấy Bạch Tôn giả giơ tay cầm một cái tuế nguyệt thủy tinh căn nhét vào trong miệng nhục thân của Tống Thư Hàng. Thứ này lớn cỡ bằng một quả táo mà lại bị nhét hết vào trong miệng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không ngờ miệng của mình lại có thể nuốt trọn thứ lớn như thế sau đó, bạch tôn giả lại giơ tay ấn nhẹ lên cái miệng của nhục thân tống thư hàng. ực ừ một tiếng, thứ to bằng quả táo đó bị ép trôi tuột xuống cổ họng thân thể của tống thư hàng, chui thẳng xuống bụng của hắn. Thông qua mắt của diệt phượng công tử, tống thư hàng thậm chí còn có thể trông thấy yết hầu của mình phình lên bởi vì nuốt trọn cái tuế nguyệt thủy tinh căn đó. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nghẹn đau hết cả cổ họng rồi. Có bị nghẹn luôn không nhỉ? thứ lớn như thế mà nhét thẳng vào liệu có khiến mình bị nghẹn chết luôn không ta tống thư hàng thông qua miệng của diệt phượng công tử dè dặt hỏi thử bạch tiền bối này cái tuế nguyệt thủy tinh căn này không thể xé nhỏ ra rồi ăn à? bạch tôn giả đáp như vậy thì hiệu quả sẽ bị giảm bớt cho nên lựa chọn tốt nhất chính là nuốt hết một lần luôn cho nên nếu như thứ này phình to lên cỡ bằng một quả dưa hấu thì cũng phải nuốt gọn luôn á cho dù là đậu đậu biến thành hình thái cao năm thước mà nuốt gọn một quả dưa hấu thì cũng dễ bị nghẹn lắm à nha. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tôn giả lại đưa hai cái tuế nguyệt thủy tinh căn khác vào trong miệng thân thể của Tống Thư Hàng, hai lần qua đi, toàn bộ tuế nguyệt thủy tinh căn đều chui thẳng vào trong bụng của Tống Thư Hàng. Xong rồi, ngươi ngó chừng thân thể của mình nhé, chúng ta sắp sửa tiến vào trong phù bảo đại trận rồi đấy. Bạch Tôn giả thỏa mãn phủi tay. Sau đó, hắn bỏ về chỗ ghế lái, tiếp tục lái xe kéo chạy về phía trước. Đúng vậy, ban nãy vẫn còn một vấn đề rất quan trọng, lúc Bạch Tôn giả đút thân thể của Tống Thư Hàng ăn cái thủy tinh căn kia thì hắn vẫn không hề dừng máy kéo lại. Khi nãy máy kéo vẫn luôn chạy trong trạng thái không có người điều khiển. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Một lát sau, Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử, giơ tay đặt ở trước mũi của thân thể mình xem thử, may quá, vẫn còn thở không bị ba cái tuế nguyệt thủy tinh căn kia làm cho nghẹn chết. Nhưng ba thứ to cỡ quả táo ấy vào bụng liệu có nhét căng bể dạ dày của mình không nhỉ? Mấy lo lắng này của hắn căn bản toàn là dư thừa, sau khi tuế nguyệt thủy tinh căn vào bụng thì sẽ trực tiếp biến thành một gỗ dược dịch, bắt đầu tăng cường tu vi của người dùng nó. Tiên dược sở dĩ gọi là tiên dược, chính là vì chúng nó hoàn toàn không nói khoa học, không nói đạo lý. Chấm. Lúc này, hàng xe kéo dài rằng giặc của cuộc đua xe kéo rốt cuộc cũng sắp tới điểm kết thúc. Phía trước nhất, Giao Bá Trân Quân vẫn đang dần đầu. Đành vậy, ưu thế sân nhà của Giao Bá Trân Quân thật sự quá lớn, biển rộng chính là địa bàn của hắn. Hơn nữa hắn lại vô sỉ không ai bì, thỉnh thoảng lại dùng thiên phú tạo thành vô số cơn sóng lớn để kéo chân các tuyển thủ dự thi ở phía sau. Nếu làm tới cỡ đó rồi mà còn không giữ được vị trí dẫn đầu thì giao bá chân quân lên cạn kiếm ăn luôn cho rồi. Ở sau lưng của giao bá chân quân, dáng trần chân quân giữ nguyên vị trí thứ hai, theo sát không bỏ. Thông huyền đại sư im lặng giữ vững vị trí thứ ba, trên đường đua, đại sư vẫn giữ nguyên tác phong im lặng là vàng, không làm màu, không tranh đấu với người ta, không dở âm mưu thủ đoạn. Hắn thành thật thi đấu, kết quả lại lặng lẽ lọt vào tận top 3. Còn tuyết lang động chủ vốn đang ở vị trí thứ ba, trước khi tới đích đến, lúc hắn sắp đuổi kịp và muốn vượt qua giao bá chân quân, tuyết lang động chủ còn tiện tay tạo ra một cơn rông gió cực mạnh, muốn đóng băng máy kéo của giao bá chân quân. Kết quả trộm gà không được, còn bị giao bá chân quân cho ăn một cơn sóng thần nhỏ, thiếu chút nữa đã bị lật xe. Tuy rằng về sau hắn vẫn tiếp tục đuổi theo được, nhưng bất đắc dĩ rớt xuống top 4. Mà người đứng thứ năm thì chính là Bắc Hà Tán Nhân với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc sắp tới đích đến thì Bắc Hà Tán Nhân lại cố ý đi chậm lại. Hắn cũng không có ý định tranh giành top 5, bởi vì trong vòng một tháng tiếp theo, Bắc Hà Tán nhân định sẽ trùng kích cấp bậc chân quân lục phẩm. Một tháng sau là trận chiến trên đỉnh tử cấm với đồng quái tiên sư, cho nên đây là lúc hắn nên tiến giai thành lục phẩm rồi. Sắp sửa tấn cấp, cho nên Bắc Hà Tán nhân quyết định nhường cơ hội thăm dò di tích thượng cổ này lại cho đạo hữu khác. Mà ở sau lưng Bắc Hà Tán nhân chính là Vũ Nhu Tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi tốc độ của Bắc Hà tán nhân chậm lại thì Vũ Nhu tử có thể vượt qua Bắc Hà tán nhân, lọt vào trong top 5. Chấm. Lúc này, Giao Bá chân quân dẫn đầu sông lên trước tiên, bước qua vạch đích. Ngay sau đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện gần một vạn lá phù bảo, tạo thành một phù bảo đại trận ở chỗ đích đến. Chương 457, nằm im đừng nhúc nhích, thăng cấp cái đá. Đối với phù chủ thất sinh phù mà nói, tuy rằng chủ trì cái đại trận này tốn rất nhiều tinh lực nhưng nó lại là một cơ duyên cực lớn tạo nghệ của bạch tôn giả ở phương diện phù văn và trận pháp cực kỳ cao mà phù chủ thất sinh phù chủ trì cái phù bảo đại trận này thì có thể tự mình lĩnh ngộ lý giải của bạch tôn giả về phù văn trong quá trình chủ trì phù bảo đại trận này phù chủ thất sinh phù cũng cảm ngộ ra được rất nhiều thứ đây là giúp đỡ cực lớn cho lần tấn cấp sắp tới của hắn bây giờ cái nhiệm vụ dạy một vạn người học chữ hán đã hoàn thành gần xong cả rồi tiếp theo đợi cuộc đua xe kéo này kết thúc, giao dịch lấy huyết thần toàn từ chỗ của thư hàng tiểu hữu xong là hắn có thể trùng kích vào cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm được rồi. Đến lúc đó, một khi hắn tấn cấp thì ít nhất có thể có được kim đan thất long văn đổ lên. Kim đan thất long văn, chắc chắn có thể tấn thăng thành chân quân lục phẩm, chỉ cần không suối quẩy bỏ mạng hoặc bị trọng thương ảnh hưởng tới đạo căn thì cũng sẽ có cơ hội tấn cấp lên thành tôn giả thất phẩm. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là nếu muốn nhân tiền hiển thánh, tấn cấp lên huyền thánh bát phẩm thì cần phải có kim đan thất long văn đổ lên thì mới có tư cách. Dược phàm nhất phẩm, chân sư nhị phẩm, chiến vương tam phẩm, tiên thiên tứ phẩm, kim đan linh hoàng ngũ phẩm, linh quân lục phẩm gọi là chân quân, linh tôn thất phẩm có tôn hào là tôn giả, nhân tiền hiển thánh bát phẩm là huyền thánh, kiếp tiên cửu phẩm. Con đường tu chân, mỗi bước đều phải vững vàng. Mỗi khi bước ra một bước thì đều phải đặt nền móng, chuẩn bị cho cảnh giới về sau chỉ có bốn cảnh giới trước đó đạt được căn cơ đủ vững chắc thì lúc ngưng tụ kim đan ngũ phẩm số lượng long văn của kim đan mới có thể được nhiều hơn số lượng long văn đó đại biểu cho tiềm lực của một vị tu sĩ đại biểu cho hắn có thể đi được bao xa trên con đường tu chân này tạo căn cơ đúng là một quá trình vừa dài dòng lại nhàm chán phủ chủ thất sinh phù nói mà hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã tạo được căn cơ khiến mình vừa ý khai trận hai tay của hắn kết thành pháp ấn song trưởng khép lại thật mạnh. Vạn phù đại trận cuối cùng biến thành một hư ảnh cánh cửa đá khổng lồ, cánh cửa kia vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho người ta sinh ra cảm giác hoang cổ của năm tháng đằng đằng. Quỷ dị hơn chính là các tu sĩ có mặt ở đây đều cố gắng nhớ kỹ bộ dạng của cánh cửa đá này, nhưng lại không thể nào nhớ được nó. Cho dù dùng đủ kiểu như pháp thuật chụp ảnh lại, hay dùng điện thoại để chụp, vẽ lại, thì cũng không thể chép lại bộ dạng của cánh cửa đá này được pháp thuật chụp ảnh hay lấy điện thoại chụp xong thì cũng chỉ nhận được một cánh cửa mở ảo. Còn những tu sĩ muốn hạ bút vẽ lại bộ dạng của cánh cửa đá thì chỉ cần vừa nhấc bút lên thì sẽ cảm thấy cánh cửa kia bất chợt biến ảo đủ kiểu, căn bản không thể nào vẽ lại được. Thần kỳ quá đi mất, ở đích đến của cuộc đua xe kéo này, phù chủ thất sinh phù đã ra tay tạo nên một cái vạn phù đại trận. Đại trận này đã hóa thành một cánh cửa đá vô cùng thần kỳ. Rốt cuộc cánh cửa đá này là gì đây? là cái bẫy cuối cùng hay là kinh hỉ bình luận viên Giang Sơn kêu to. Cho dù hắn là cỗ máy thu thập tin vịt của nhật báo tu sĩ đi nữa thì cũng không thể nào quay lại bộ dạng của cánh cửa này được. Nói cách khác, tất cả các tu sĩ đang xem trực tiếp thông qua các loại pháp khí tương tự như TV không thể nào nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của cánh cửa đá này, chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh mờ mờ màu xám hình cánh cửa mà thôi. Trực giác của Giang Sơn nói cho hắn biết, cánh cửa đá này sẽ là một kinh hỉ cực lớn giang sơn vừa mới nói xong thì giao bá chân quân luôn giữ vững vị trí dẫn đầu đã xuyên qua cánh cửa đá trong nháy mắt trên cánh cửa đá có một luồng sáng giáng xuống bao phủ toàn thân của giao bá chân quân đầu tiên giao bá chân quân thoáng nhíu mày nhưng ngay sau đó trong mắt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc mấy năm trước hắn tu luyện một bộ công pháp cổ trong lúc tu luyện xảy ra chút sai lầm nên để lại chút bệnh căn vặt vãnh tuy rằng căn bệnh vặt này không nghiêm trọng lắm nhưng mãi mà vẫn không khỏi hẳn Giao bá chân quân đoán chừng chỉ khi nào hắn tấn cấp lên thành tôn giả thất phẩm thì mới có thể chữa khỏi chứng bệnh này hoàn toàn. Nhưng lúc này, khi được luồng sáng của cánh cửa đá kia bao phủ, căn bệnh vặt trong cơ thể hắn đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, hắn cảm giác dường như thể chất cơ thể của mình ẩn ẩn được tăng cường một chút. Đây chính là phúc lợi của quán quân sao. Giao bá chân quân nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn thử thì phát hiện trên người của dáng trần chân quân, thông huyền đại sư, tuyết lang động chủ chạy theo ngay sau lưng hắn đều được một luồng sáng bao phủ. Xem ra đây không phải độc quyền của riêng quán quân rồi nhỉ. Bạch đạo hữu lần này chịu chơi thật đấy. Giao bá chân quân nghĩ thầm trong lòng. Bố trí được một cái vạn phù đại trận thế này, nhất định là phải tiêu hao một lượng lớn thiên tài địa bảo mà những tu sĩ bình thường không thể nào tưởng tượng ra nổi ấy chứ. Chấm, chắc cũng chỉ có tồn tại đặc biệt như bạch đạo Hữu mới có thể tiêu tốn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo để tạo ra một đại trận tầm cỡ như thế cho một trận đua xe kéo mà phần lớn chỉ để chơi cho vui thế này nhỉ? cũng không biết cánh cửa đá này có bao nhiêu vị trí đây. trong lúc giao bá chân quân đang suy nghĩ thì vũ nhu tử cũng vượt qua bắc hà tán nhân ở ngay thời khắc cuối cùng chạy vào trong vạch đích. một luồng sáng chiếu xuống người của vũ nhu tử. ơ ờ, lợi hại quá đi mất. Vũ Nhu Tử lắc lắc nắm đấm nhỏ, luồng sáng này mới chiếu xuống thì ta đã lập tức tăng lên một tiểu cảnh giới rồi. Chỉ còn một tiểu cảnh giới cuối cùng nữa thôi là ta có thể trùng kích vào cảnh giới tiên thiên tứ phẩm được rồi, tới lúc đó là có thể ngự kiếm phi hành rồi, hi hi hi. Sau khi vui mừng xong, Vũ Nhu Tử lại vẫy tay nói với bác Hà Tán Nhân, Bắc Hà Tiền Bối. Cảm ơn ngài. Cô đương nhiên biết rõ khúc cuối hoàn toàn là do Bắc Hà Tiền Bối nhường cho cô, nhượng lại vị trí thứ năm cho cô. Bắc Hà Tán Nhân mỉm cười, cũng nhận được chỗ tốt mà luồng sáng kia mang tới. Chấm. Sau đó là mấy người tạo hóa Pháp Phương, Nam Hồ Đạo Nhân, phá dương kích quách đại lần lượt chạy qua vạch đích. Đạo hư cảnh cửa đá kia cực kỳ hào phóng và sảng khoái, từng luồng sáng chiếu xuống liên tục, ập lên người của từng đạo hữu chạy qua vạch đích. Sau đó, cuồng đao tam lãng kêu lạ oai oái chạy cán đích. Chiếc xe kéo của hắn bây giờ chỉ còn lại có mỗi mình đầu xe kéo với chỗ ngồi mà thôi đằng sau lưng hắn chính là túy XX cư sĩ mặt mày lạnh tanh. Cư sĩ lái chiếc xe kéo có mũi khoan đáng sợ kia, cứ thế đẩy tam lãng trong hình dạng con khỉ chạy thẳng vào bên trong cánh cửa đá. Cũng có hai luồng sáng chiếu lên người của tam lãng và cư sĩ. Xem ra đúng là mọi người đều có phần. Giao bá chân quân cảm thán mình ngàn dặm xa xôi tới đây hưởng ứng lời mời tham gia cuộc đua xe kéo này của bạch đạo Hữu đúng là rất đáng giá. Chấm, từng vị từng vị tuyển thủ lần lượt xuyên qua vạch đích, nhận được tẩy lễ của luồng sáng bắn ra từ cánh cửa đá kia. Suốt cuộc, chiếc máy kéo của bạch tôn giả cũng chạy xình xịch vượt qua vạch đích. Ba luồng sáng chiếu xuống. Luồng sáng chiếu lên người bạch tôn giả chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Loại luyện thể cỡ này không có hiệu quả với bạch tôn giả. Hay là nói thể chất của bạch tôn giả đã không cần phải luyện thể nữa rồi. Tống thư hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng công tử tiếp nhận luồng sáng này chiếu rọi. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, lực lượng hơi nhích thêm được một chút. Nhưng bởi vì đây không phải là thân thể của hắn, cho nên hắn không thể cảm ứng rõ ràng được. Mà khi thân thể của chính Tống thư hàng tiếp xúc với luồng sáng do cánh cửa đá kia chiếu xuống thì đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ ánh sáng thủy tinh bảy màu lóa mắt. Ơ, ờ, xảy ra chuyện gì thế này? Sao công suất luồng sáng chiếu lên ta lại tăng lên thế? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi thử. Trong đầu mới nghĩ thế, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác có một cỗ lực hấp dẫn cực mạnh phát ra từ trên cơ thể của mình, trực tiếp kéo ý thức của hắn về từ bên trong thân thể của Diệt Phượng công tử. Trước mắt tối sầm. Sau khi khôi phục lại ánh sáng thì ý thức của hắn đã quay lại với thân thể của mình. Đã quay lại rồi sao? Mình khôi phục rồi à? Không còn đếm ngược 3 giây nữa rồi không cần lo lắng thân thể sẽ có thần khí vải quấn ngực đáng sợ kia nữa. Không cần lo lắng lỡ như tới lúc mắc tè thì phải ngồi xuống để si si. Tuyệt vời quá đi mất. Đây là thân thể của mình. Tống Thư Hàng thậm chí còn có cả cảm giác thân thiết bùi ngùi tựa như xa xứ bao năm nay mới được quay về nữa. Nhưng loại cảm giác thân thiết tuyệt vời này chỉ duy trì không tới 2 giây, toàn thân của Tống Thư Hàng đột nhiên dùng mình một cái thật mạnh. Từ sâu bên trong linh hồn của hắn đang truyền tới cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Đây chính là cảm quan cộng hưởng của linh quỷ. Tống thư Hàng lập tức sờ lên chỗ lồng ngực của mình, nhưng lại không cảm ứng được linh quỷ. Linh quỷ không có ở trong cơ thể mình sao? Vậy nó đi đâu rồi? Hơn nữa, tại sao linh quỷ lại truyền tới cảm giác lạnh lẽo như thế? Nó chạy đến tận bắc cực luôn à? Tống thư Hàng đang chuẩn bị lợi dụng công năng cảm quan cộng hưởng này để tìm kiếm vị trí của linh quỷ. Linh quỷ đã ký kết khế ước với hắn, cũng đã hoàn thành đồng bộ cảm quan, cho nên hai bên đã nối liền thành một thể, cho dù là đi tới tận nơi chân trời góc bể thì hai bên vẫn có thể cảm ứng được nhau. Nhưng ngay lúc Tống Thư Hàng định cảm ứng Linh quỷ thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán của hắn. Đừng có lộn xộn, chuẩn bị tấn thăng một tiểu cảnh giới đi đã. Giọng của Bạch Tôn giả vang lên. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác được chân khí trong đan điền của mình đang bốc lên đó là chân khí tu vi những chín năm ẩn chứa bên trong ba miếng tuế nguyệt thủy tinh căn, chúng đã lấp căng cứng đan điền của Tống Thư Hàng. Lại thêm luồng sáng của cánh cửa đá kia chiếu lên người của Tống Thư Hàng, kết hợp cùng với dược lực của ba miếng tuế nguyệt thủy tinh căn kia, sinh ra hiệu quả một cộng một dấu lớn 2. Đạo quang mang thủy tinh bảy màu phát ra từ trên người của Tống Thư Hàng ban nãy cũng là bởi vì dược lực của tuế nguyệt thủy tinh căn đang bộc phát. Ta lại sắp thăng cấp rồi à? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ không dám tin, bạch tiền bối, thế này liệu có nhanh quá hay không? Hắn chỉ vừa mới đột phá cảnh giới, tấn cấp từ nhất phẩm lên thành chân sư nhị phẩm. Bây giờ lại sắp sửa tấn cấp thêm tiểu cảnh giới thứ hai của nhị phẩm rồi, có khi nào vì đột phá nhanh quá mà khiến cho căn cơ không ổn định không? Cơm phải ăn từng đúa, đường phải đi từng bước, ăn quá nhanh thì sẽ nghẹn, đi bước lớn quá thì sẽ cọ đau trứng. Nếu như là lúc trước thì ta sẽ không ủng hộ ngươi tấn cấp tiểu cảnh giới đâu. Nhưng bây giờ ngươi không cần phải lo lắng mấy vấn đề này, Bạch Tôn giả cười khẽ rồi nói. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc tấn chức quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ không ổn định là gì? Cái này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, có nguyên nhân là vì tấn cấp quá nhanh, khiến cho tu sĩ không thấu hiểu công pháp của mình đủ kỹ càng, tạo thành tình trạng phần mềm và phần cứng của máy tính không đồng bộ cũng có người là đạo tâm tu dưỡng không theo kịp cảnh giới, đột nhiên sinh ra tâm ma gì đấy. Còn có người thì do tinh thần lực không đủ cường đại, kinh nghiệm không đủ, khiến cho tinh thần lực không thể nào dẫn đường và khống chế lực lượng bất chợt tăng vọt trong cơ thể. Nhưng Tống Thư Hàng tạm thời không cần phải lo lắng mấy vấn đề này. Hắn mới vừa ở trên người của mỗ đại yêu diệt phượng xong, kiếm được không ít điểm kinh nghiệm đây. Nhờ phúc của đại yêu diệt phượng, Trình độ thấu hiểu của Tống thư hàng đối với công pháp của mình đã đạt tới tiêu chuẩn đại thành cả rồi. Tinh thần lực của Tống thư hàng vốn không tệ, có lẽ là bị đủ loại cảnh trong mơ kỳ lạ trà đạp hành xác các kiểu, cho nên tinh thần lực của hắn đã vượt xa cảnh giới của hắn rồi. Chương 458, công lực nắm trong tay, thiên hạ là của ta. Vì vậy, Tống thư hàng tiểu hữu với đạo tâm cực kỳ kiên định, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mức độ thuần thục với tất cả công pháp của mình đã lướt đến hai chữ Đại thành, nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng việc thăng cấp quá nhanh sẽ dẫn đến chuyện căn cơ bất ổn. Cho nên, điều mà hắn phải làm bây giờ chính là nắm bắt tất cả những cơ hội có thể thăng cấp, vui vẻ cày đẳng cấp. Cơ hội không có nhiều cho nên dù có đi quá đường cũng không bao giờ được làm lỡ mất cơ hội. Điều đáng tiếc chính là Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh, còn đạo Ngụy tiên thiên chân khí kia thì vẫn chưa thành hình nếu không thì hiệu quả tấn cấp sẽ còn tốt hơn nữa. Ừm, nói đi cũng phải nói lại, tính toán thời gian thì, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, của ngươi cũng coi như có thể đạt đến bản hoàn chỉnh rồi. Bạch tôn giả cười ha hả mà nói. Vậy ta bắt đầu tấn cấp đây nhé tiền bối. Tống thư hàng yên tâm nhắm mắt lại, bắt đầu trùng kích tiểu cảnh giới, lòng vĩ đan điền, thứ hai của chân sư nhị phẩm. Theo như Tống Thư Hàng hiểu thì sau nhị phẩm, Tiểu cảnh giới của tu sĩ cấp chân sư đột phá chính là để chân khí trong đan điền được ôn dưỡng và tích lũy. Đợi sau khi chân khí trong đan điền tích lũy đủ, chân khí sẽ nghịch dòng mà lên, cứ thế đi lên dọc theo xương cột sống của thân thể tu sĩ, là có thể khai thông đan điền thứ hai. Từ đó suy ra thì từ Long Vĩ đan điền ngược dòng lên thẳng một mạch, khai thông đến Long Giác đan điền, tức là đan điền thứ 8 thì mới kết thúc. Cũng có nghĩa là điều mà bản thân mình phải làm bây giờ chính là dốc toàn lực để điều chỉnh chân khí trong đan điền, khống chế chúng nghịch dòng mà lên, khai thông đan điền thứ hai đúng không? Tóm lại đây chính là quá trình, sông thẳng lên ấy mà. Trong lòng Tống Thư Hàng suy nghĩ như vậy, hắn bắt đầu ôn dưỡng chân khí tu vi 9 năm đang tăng mạnh ở trong đan điền của mình. Rốt cuộc thì phần chân khí này cũng là do có dược lực sản sinh ra nên nếu không ôn dưỡng một lần thì không cách nào khống chế chúng một cách thuận buồm xuôi gió được dược lực của tuế nguyệt thủy tinh căn, cộng thêm sự giúp đỡ của vạn phù đại trận, này nữa, Tống Thư Hàng nhanh chóng cảm thấy đan điền của mình căng phình lên, đã đạt đến điểm tới hạn để sông ải, rồi. Cũng ổn ổn rồi đây, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu khống chế chân khí đang phình căng lên trong đan điền của mình nghịch dòng mà lên, trùng kích về phía đan điền thứ hai là Long Vĩ Đan Điền. Tranh thủ một lần lấy thế phá mở Long Vĩ Đan Điền. Cái gọi là tiến công chiếm đóng, ở thời cổ đại chính là chỉ việc, công phá thành trì, còn ngày nay nó thường dùng để chỉ việc, giải thích tỉ mỉ quá trình chơi game bao gồm thứ tự và kỹ xảo. Đặc biệt là một vài game mà trong đó có những nhiệm vụ đơn lẻ, hoặc là một vài game tình ái, đặc biệt cần phải có thứ gọi là công lược này. Ngay lúc Tống Thư Hàng đang hăng hái tinh thần để chuẩn bị trùng phá, Long vĩ đan điền, thì đột nhiên có một âm thanh nổ cái ẩm vang lên trong đầu hắn, tên ngốc nhà ngươi, mau dừng lại ngay. Ngươi như thế này sẽ làm lãng phí rất nhiều chân khí một cách vô ích, phương pháp trùng kích lòng vĩ đan điền này mà ngươi dùng đã xưa lắm rồi, dùng để trùng quan sẽ thất bại đấy. Bởi vì tiếng nói này trực tiếp vang lên trong đầu Tống thư hàng nên Tống thư hàng không thể nào nghe ra được tiếng nói này rốt cuộc là giọng nói của ai, cái này giống như là lúc con người ta tự tưởng tượng ra một câu nói trong đầu mình, bạn nghĩ tiếng nói của câu nói đó có phong cách như thế nào thì nó sẽ biến thành kiểu ngữ khí y như thế tùy vào suy nghĩ của bạn. Tống Thư Hàng, ai đang nói chuyện với hắn thế, là Bạch Tiền Bối sao? Không phải, xét theo tính cách của Bạch Tiền Bối thì sẽ không có kiểu hô to gọi nhỏ như thế, hơn nữa từ trước tới giờ Bạch Tiền Bối chưa bao giờ mắng người khác là ngu ngốc cả. Lẽ nào là thanh âm của một vị tiền bối nào đó trong nhóm cửu châu số 1 à? Bởi vì bây giờ hắn và Bạch Tôn Giả đang vượt qua vạch đích, có khá nhiều tiền bối đang đứng bên cạnh họ nói không chừng có vị tiền bối nào đó đang xem hắn trùng kích đan điền thứ hai, thì thấy kiểu trùng quan của hắn không đúng, nên bèn lên tiếng chỉ điểm cho hắn à. Cho dù là vị tiền bối nào lên tiếng chỉ điểm đi nữa thì nhất định cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Vì thế Tống Thư Hàng lập tức dừng điều động chân khí trong người mình lại. Vậy thì theo tiền bối, phải làm thế nào để trùng kích Long Vĩ Đan Điền? Tống Thư Hàng đặt câu hỏi trong đầu mình. Kha kha, người nghe cho rõ đây. Giữa Long Vĩ đan điền và Khí Hải đan điền của tu sĩ đều có bốn cửa ải, cửa sau lại khó hơn cửa trước. Hơn nữa, giữa Khí Hải đan điền và Long Vĩ đan điền có chút liên hệ với nhau. Nếu ngươi dùng một dòng chân khí để trùng kích lên thì sau khi đột phá cửa thứ nhất xong, trong số chân khí còn thừa lại kia, chỉ có một phần nhỏ là sẽ tiếp tục trùng kích vào cửa ải thứ hai. Mà phần lớn chân khí trong đó sẽ tiêu tán ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Hay nói cách khác, nếu như tống thư hàng cho một dòng đi lên, điều động tất cả chân khí trong đan điền lại để trùng kích lên thì sau khi tầng thứ nhất bị phá, cho dù lượng chân khí đầu tiên có dư ra nhiều cỡ nào đi nữa, cũng sẽ tiêu tán đi mất một nửa. Hơn nữa, giả sử đến lúc thuận lợi mở được cửa ải thứ hai thành công thì cũng vẫn sẽ lãng phí đi mất rất nhiều chân khí. Nếu vậy thì lấy đâu ra thêm chân khí để công phá cửa thứ ba, cửa thứ tư đây? Đến lúc đó thì lần thăng cấp này coi như sẽ kết thúc trong thất bại mà một khi đã thất bại ở các cửa ải nhỏ của chân sư nhị phẩm thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Điều đòi hỏi ở các tiểu cảnh giới của cấp bậc chân sư nhị phẩm cần phải mài mòn từ từ như nước chảy đá mòn, phải tốn rất nhiều thời gian. Trong tình huống bình thường, nếu chân sư nhị phẩm không ăn đan dược, không gặp được kỳ ngộ nào thì cần phải mất thời gian từ 10 đến 20 năm để ôn dưỡng khí hải đan điền, khi đó mới có thể khiến khí hải đan điền đạt đến điểm tới hạn để tấn cấp. Tống thư Hàng đã từng tiếp xúc với Sở sở ở trong mộng cảnh, ngay cả khi cô ta Thiên Phú xuất chúng, lại được Sở gia cấp cho đầy đủ đan dược thì cũng phải mất thời gian 5 năm tu luyện trước khi trùng kích vào đan điền thứ hai thì mới đạt đến điểm tới hạn này. Khác với việc trùng quan thất bại thì sẽ bị hạ cảnh giới xuống của cảnh giới nhất phẩm. Nếu như tu sĩ không thể nào một hơi đột phá toàn bộ 4 cửa ải của Long Vĩ đan điền thì vẫn có thể chọn cách chia ra trùng quan theo từng giai đoạn. Tích lũy 10 năm, giải khai một cửa ải. Về sau lại phải tốn mất một khoảng thời gian mấy tháng nữa để ôn dưỡng kinh mạch, chữ thế để tiếp tục trùng phá thêm một cửa ải. Chỉ cần bản lĩnh cao, thì kiểu gì cũng sẽ có lúc mở được cả bốn cửa ải. Chẳng qua là có hơi tốn thời gian, chuyện vốn có thể hoàn thành trong một lần, nếu phá giải từ từ như thế thì cần tốn cả năm mới có thể làm xong. Đan điền của thư hàng ngươi đã từng dùng qua, xúc khí khoát chân pháp, để ôn dưỡng rồi đúng không? dung lượng chân khí trong, khí hải đan điền của ngươi hơn xa những tu sĩ nhị phẩm bình thường. Ngươi có thể tách chân khí của mình ra thành 4 phần, 1 phần 10 chân khí, 2 phần 10, 3 phần 10 và 5 phần 10 chân khí, rồi điều động chúng để trùng phá các cửa ải. Như thế chắc chắn đủ dùng. Sau đó, lúc công phá tầng pháp, chân khí của ngươi chuyển sang phương thức bám theo con đường này, như vậy có thể tránh được việc tiêu hao lượng chân khí không cần thiết, hiệu quả đột phá tầng pháp sẽ vô cùng cao đúng rồi, ta nhớ lúc công phá, Long Vĩ Đan Điền còn có một bí quyết nho nhỏ. Sau khi người đột phá cửa ải thứ hai xong, có thể nghỉ ngơi tầm một phút. Trong khoảng thời gian đó, nếu như người cảm thấy chân khí không đủ thì có thể tranh thủ cơ hội ăn chút đan dược để hồi phục chân khí. Nhưng người phải nhớ rằng thời gian nghỉ ngơi không được vượt quá một phút. Tới đi, cứ làm theo lời ta nói. Trước tiên điều động một phần người chân khí, ghi nhớ kỹ con đường mà chân khí vận chuyển, thử lại lần nữa xem nào. Vị tiền bối kia gần như bắt lập tức bắt đầu chỉ đạo Tống Thư Hàng phá cửa ải. chương 459, đạo hiệu phải có bốn chữ mới đúng. Dựa theo sự chỉ dẫn của vị tiền bối, tốt bụng kia, trước tiên Tống Thư Hàng điều động một phần mười chân khí, nghịch dòng mà lên. Nếu như phải dùng một cụm từ để hình dung thì đó chính là thế như trẻ tre. Sau khi được bạch tôn giả dùng, xúc khí khoát chân pháp, để ôn dưỡng thì dung lượng chân khí trong khí hải đan điền của Tống Thư Hàng đã lớn hơn một nửa so với những tu sĩ bình thường khác. Lại cộng thêm cả tinh thần lực mạnh mẽ của hắn khống chế nữa, cho nên trong lúc vận chuyển chân khí dường như không bị tiêu hao gì. Mới dùng một phần 10 chân khí mà đã dễ dàng phá giải được cửa ải của Long Vĩ đan điền thứ hai rồi. Hơn nữa, vẫn còn thừa lại không ít chân khí. Rất tốt, chính là như thế đấy, tiếp tục Điều động 2 phần 10 chân khí lên để phá giải cửa ải thứ hai của Long Vĩ Đan Điền đi." Thanh âm của vị tiền bối kia rõ ràng là đang rất hưng phấn. Dường như việc chỉ điểm cho Tống thư hàng đột phá cảnh giới đã đem lại cảm giác vô cùng thỏa mãn cho vị tiền bối kia thì phải. "Ta hiểu rồi." Tống thư hàng đáp lại, điều động phần thứ hai lên, dùng 2 phần 10 chân khí lại nghịch dòng mà lên một lần nữa. Tầng thứ hai bị phá nổ, cũng có không ít chân khí tàn dư như vậy rồi lại từ từ tiêu tán đi mất một ít. Chính là cảm giác này, tuyệt vời lắm. Người có thời gian một phút để nghỉ ngơi, có cần phải uống chút đan dược không? Vị tiền bối thần bí kia cất lời hỏi. Hoàn toàn không cần, ta cảm thấy trạng thái của mình bây giờ cực kỳ tốt. Tống Thư Hàng đáp lời. Hắn cảm thấy dược lực còn sót lại của mấy cái, tuế nguyệt thủy tinh căn, mà hắn đã ăn ban nãy, đang phối hợp với sức mạnh của vạn phù đại trận để bổ sung lại nguồn chân khí mà vừa nãy hắn bị tiêu hao đi mất vừa rồi hắn đã liên tục công phá hai cửa ải, mà sử dụng hết 3 phần 10 tổng lượng chân khí, thế mà chỉ chớp mắt một cái đã hồi phục gần được 1 phần 10 rồi. Hắn cảm thấy trạng thái của mình bây giờ cực kỳ tốt, tốt trước nay chưa từng có. Vậy thì không cần phải nghỉ ngơi nữa, tiếp tục lên, lần này là 3 phần 10 tổng lượng chân khí, trùng phá cửa ải thứ ba. Vị tiền bối thần bí kia kêu to. Tống thư hàng tuần theo lời vị tiền bối kia mà làm. Sau vài giấy, cửa ải thứ ba đã bị phá vỡ. Loại cảm giác này, nó giống như một con man nghiêu lại được cộng thêm ánh sáng triệu đòn, và ánh sáng sức mạnh, sau đó nó xông thẳng vào hút ngã mấy bức tường đất chỉ cao chừng nửa thước. Ồ, chính là tiết tấu như thế này đây, tiếp theo là cửa ải cuối cùng, điều động toàn bộ lực lượng chân khí của ngươi, dốc toàn lực trùng kích đi. Chàng trai à, nếu đột phá được cửa ải này xong, thì ngươi chính là chân sư có tu vi tiểu cảnh giới Long Vĩ Đan Điền thứ hai rồi đấy dám chắc trên người của vị tiền bối thần bí kia có thuộc tính, sĩ khí toàn quân cộng ba. Dưới sự chỉ huy của hắn, Tống Thư Hàng cảm giác ý chí chiến đấu của bản thân mình đang sụp sôi, cả người tràn đầy nhiệt huyết. Vì thế, Tống Thư Hàng điều động cả 4 phần 10 tổng lượng chân khí còn lại, cộng thêm cả một phần 10 chân khí mới được hồi phục ban nãy nữa, là khoảng 5 phần 10 chân khí, dốc toàn lực trùng kích cửa ải cuối cùng. Quang! Tống Thư Hàng cảm thấy toàn thân chấn động, phía sau thắt lưng truyền đến từng cơn đau buốt. Nhưng ở vị trí cuối cùng của xương cột sống có một chỗ, chân khí tiết điểm đã được khai thông. Một luồng chân khí khổng lồ dũng mãnh đổ ào vào trong tiết điểm chân khí kia, mở rộng nó ra. Đây chính là Long Vĩ Đan Điền. Tống Thư Hàng đang nhắm mắt lại để thăng cấp, lúc này hắn đang bị đám tiền bối của nhóm cửu châu số một vây quanh nhòm ngó với vẻ cực kỳ vô nhân đạo. Bắc Hà Tản Nhân hỏi, Tống Thư Hàng tiểu hữu đây là đang thăng cấp đấy à? ừ bạch tôn giả gật gật đầu chắc đúng thật là đang thăng cấp bắc hà tản nhân nói nhưng bạch tiền bối không phải trước đây không lâu tống thư hàng vừa mới hoàn thành thăng cấp à lúc ở đoạn tiên đài chúng ta đều đã trông thấy hắn thăng lên nhị phẩm rồi mà nhanh lại đột phá tiếp nhanh thế này ừ trước kia khi ta với linh điệp đạo hữu tạo ra con đường để thi đấu đã may mắn đảo ra được mấy gốc tuế nguyệt thủy tinh căn kẻ trông thấy cũng có phần nên ta chia cho tống thư hàng ba gốc Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn kết hợp với vạn phù đại trận, đúng lúc đáp ứng đủ điều kiện giúp hắn thăng cấp. Cho nên, ta mới nhân cơ hội này để cho hắn thăng cấp thử xem sao. Bạch Tôn Giả giải thích. Bách Hà Tản Nhân ngửa mặt nhìn lên trời, thầm thở dài một hơi. Tản Nhân đang hồi tưởng lại quãng thời gian chua sót ngày xưa, lúc hắn vừa mới bước vào con đường tu chân. Cuộc đời ấy à, đây chính là sự khác biệt giữa cuộc đời của con nhà người ta với cuộc đời của bản thân mình, sao? tạo hóa pháp vương sắp đến gần, hỏi thử, lão Bắc Hà này, năm đó người phải mất bao lâu mới tấn cấp lên nhị phẩm. Tám năm, người cũng biết đấy, năm đó ta là tản tu, chỉ vì để chuẩn bị thối thể dịch thôi mà đã tốn mất của ta những mấy năm, gần như phải tiêu tốn toàn bộ gia sản. Về sau, ta tấn cấp một mạch, cũng gặp được không ít kỳ ngộ, còn kết giao được với Tô Thị A thất năm đó đang đi du lịch ở bên ngoài, nhưng từ nhất phẩm đột phá lên nhị phẩm, cũng phải mất đến 8 năm chẳng. Bắc Hải tản nhân kể lại hồi ức năm ấy. Sau đó, người tốn bao nhiêu thời gian để tấn thăng được một tiểu cảnh giới của nhị phẩm. Tạo hóa Pháp Vương lại hỏi tiếp. Khoảng hai năm thì phải, năm đó ta vì muốn lấy được một số đan dừa cần có để tấn cấp, đành phải làm công hơn một năm ở Pháp Hoa Tự. Bắc Hà tán nhân cảm giác khóc mắt mình ươn ướt. Tán tu khổ như cho ấy, không môn không phái, thuộc dạng, bà không thương, cậu chẳng yêu, ở trong giới tu sĩ, chịu đủ khổ đau cay đắng vì kiếm được những loại tài liệu cần thiết để tấn cấp, đôi lúc còn phải lập nhóm tìm đến một số môn phái làm công để đối lấy chút đan dược nữa. Hai, ta cũng không khác là bao, ta cũng đã phải mất hai năm rưỡi gì đấy đấy, tạo hóa Pháp Vương nói, tuy hắn là đại đệ tử danh môn, nhưng hắn tu luyện công pháp khá đặc biệt, ấy chính là chiến Phật chân ảnh tấn cấp đặc biệt gian nan. Các ngươi vẫn còn may mắn hơn ta nhiều, ta đã phải tốn mất ba năm, yêu tu trong giai đoạn đầu phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, trước khi hóa hình thì tu luyện vất vả mà lại chẳng được là bao. Tuyết lang động chủ cảm thán than thở. Đám tiền bối nhìn về phía tống thư hàng đang phát ra ánh sáng bảo thạch bảy màu chói lóa, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi. Cái tên nhóc này tu luyện chưa đến hai tháng mà đã từ nhất phẩm tấn thăng lên nhị phẩm. Hơn nữa... Chỉ trong vòng có một ngày đã tấn thăng lên tiểu cảnh giới thứ hai của nhị phẩm rồi. Lẽ nào, không chỉ có bạch tôn giả may mắn nghịch thiên, mà ngay cả bản thân Tống Thư Hàng Tiểu Hữu cũng là người có khí vận nghịch thiên hay sao? Cuộc thi máy kéo tay cầm lần thứ nhất cuối cùng cũng bế mạc. Lúc Tống Thư Hàng mở to mắt ra sau khi hoàn thành việc thăng cấp, thì các vị tiền bối đang làm nghi thức trao giải. Linh điệp tôn giả và toàn phong tôn giả đảm nhiệm tiết mục trao giải cho cuộc thi máy kéo tay cầm, bạch tôn giả cũng đã dốc tiền túi của mình ra để bố trí cái vạn phù đại trận kia linh điệp tôn giả và toàn phong tôn giả đã nhận thầu trao giải thưởng và cúp cho quán quân á quân và quý quân cũng giống như những trận thi đấu của người bình thường huy chương cũng phân ra làm ba loại vàng bạc đồng nhưng nếu ba tấm huy chương này được đưa ra từ trong tay của hai vị tôn giả thì tự nhiên cũng trở nên không hề tầm thường chút nào tấm huy chương vàng được tạo thành từ nguyên liệu hiếm có lạc tinh kim chỉ riêng phần nguyên liệu này thôi mà đã có giá trị bằng với hàng ngàn miếng linh thạch lục phẩm rồi bên trong nó còn phong ấn một đạo phù văn của linh điệp tôn giả vào thời điểm mấu chốt có thể thi triển kiếm pháp điệp hoàng biến một lần đây chính là một kích cấp bậc tôn giả có uy lực cực lớn nếu như bản thân giao bá chân quân không dùng đến thì hắn ta còn có thể giao lại tấm huy chương vàng này cho con của mình xem như có tác dụng bảo vệ tính mạng dù sao thì số lượng con cái của nhà hắn ta cũng khá nhiều huy chương bạc và huy chương đồng do toàn phong tôn giả chế tạo ra nguyên liệu tạo ra chúng cũng đều là nguyên liệu luyện khí chân quý bên trong cũng được phong ấn thêm một đạo pháp thuật của toàn phong tôn giả toàn bộ uy lực đều ở cấp bậc tôn giả quán quân giao bá chân quân á quân lạc trần chân quân quý quân thông huyền đại sư xếp vị trí thứ tư là tuyết lang động chủ vị trí thứ năm vốn là của bắc hà tán nhân nhưng lúc gần đến đích hắn đã chủ động nhường giải thưởng này lại cho vũ nhu tử chương 460, không phải là bốn chữ đâu. Ngay cả vị trí thứ năm của cô nương Vũ Nhu Tử cũng là do Bắc Hà tiền bối nhường lại cho. Nói cách khác, lý ra người thật sự đứng thứ năm phải là Bắc Hà Tán Nhân mới đúng. Nếu như vậy, top 5 người đứng đầu trong cuộc thi máy kéo, lần này đều là các tiền bối có đạo hiệu bốn chữ. Cho nên, quả nhiên đạo hiệu nhất định phải có bốn chữ. Tống Thư Hàng nói, lại nói, cũng đến lúc hắn phải đặt một đạo hiệu rồi, cũng không thể nào gọi là thư sơn áp lực đại mãi được. Bây giờ, hắn đã là chân sư nhị phẩm, đã là tu sĩ nhập môn chính thức rồi. Theo việc tu vi của hắn tăng dần lên, tương lai nhất định sẽ tiếp xúc với nhiều tiền bối hoặc đạo hữu trong giới tu sĩ hơn. Đến lúc gặp mặt, đối phương nhìn mình, chào hỏi nhiệt tình, "Xin chào đạo hữu, ta là XX cư sĩ, xin hỏi đạo hữu tên gọi là gì?" "Ha ha, thì ra là XX cư sĩ, nghe danh đã lâu." các người gọi ta là thư sơn áp lực đại là được rồi. a à, thì ra người chính là thư sơn áp lực đại đạo hữu à cửu ngưỡng cửu ngưỡng tương đương. mẹ ơi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như vậy thôi là tống thư hàng đều cảm thấy cả người khó chịu. đã đến lúc đặt một đạo hiệu rồi. nhưng mà mình nên đặt đạo hiệu kiểu gì đây? nếu hắn là đệ tử của các đại môn phái thì đạo hiệu sẽ do trưởng bối tông môn hoặc sư phụ ban cho ví dụ như lệ chi tiên tử, cùng với những sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội họ nhà trái cây của cô ấy. Nhưng nếu là tán tu thì, đặt đạo hiệu kiểu gì? Tự mình đặt đạo hiệu sao? Nếu tự mình đặt đạo hiệu, thì cái tên thần kiếm đạo nhân này nghe cũng được lắm nhỉ? Hoặc là học theo bác hà tiền bối, đặt là thư kiếm tán nhân, tên này nghe cũng ngầu lắm. Tống thư hàng xoa xoa cầm nói. Thư kiếm tán nhân, hoặc thư kiếm đạo nhân, thư kiếm cư sĩ, đều hợp cả. Tương lai hắn thành công đại thành, đạo hiệu thăng cấp thành thư kiếm chân quân, thư kiếm tôn giả nghe cũng hợp lắm. Nhưng nói lại, tự mình đặt đạo hiệu cho mình như thế, cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy. Dù sao thì đạo hiệu cũng không phải là nickname. Mấy thứ liên quan đến tương lai cả đời của mình thế này, quả nhiên vẫn nên đặt tên nghiêm túc chút thì hơn nhỉ. Nếu không thì tìm các tiền bối trong nhóm để nhờ họ ban cho mình một cái đạo hiệu thử xem nhưng mà đi tìm tiền bối trong nhóm để xin ban tặng cho đạo hiệu giúp thì kỳ lắm. Ngộ nhớ đạo hiệu của tiền bối ban tặng cho ta là tìm chết đạo nhân, gì gì đó thì sao bây giờ? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Trên khán đài dự lễ, ba vị tôn giả là Bạch Tôn Giả, Toàn Phong Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả đang trao giải thưởng cho ba người trong top 3. Sau khi Bạch Tôn Giả ban thưởng cho giao bá chân quân xong, thì lập tức đi đến chỗ Tống Thư Hàng nhìn thấy Tống Thư Hàng đã tỉnh lại, Bạch Tôn giả cười nói, tấn cấp xong rồi đấy à? Đúng vậy, được các tiền bối chỉ điểm, cho nên ta thăng cấp rất thuận lợi. Tống Thư Hàng cười hì hì, hắn vừa nói vừa chỉ sau lưng mình, sau khi Long Vĩ Đan Điền mở ra, ta cảm thấy rất thú vị. Sau khi Long Vĩ Đan Điền được kích hoạt, hắn cảm thấy bản thân hình như có thêm cái đuôi nhỏ. Đây cũng không phải ảo giác của hắn hay gì cả, sau khi long vĩ đan điền mở ra thì chân khí có thể trực tiếp tản ra từ chỗ đuôi đó cho nên mới khiến cho tống thư hàng sinh ra cảm giác như bản thân mình mọc thêm một cái đuôi tất nhiên loại cảm giác đuôi chân khí này chỉ xảy ra trong nháy mắt có lẽ nếu như có công pháp đặc biệt gì đó thì có thể cố định loại đuôi chân khí này nhưng đoán chừng cũng không có tu sĩ nào rảnh rỗi sinh nông nổi đi khai phá một loại công pháp chẳng có tác dụng gì như thế ngoài ra sau khi mở long vĩ đan điền Tất cả chất lượng và số lượng chân khí của Tống Thư Hàng đều tăng lên gấp đôi. Chiến lực tăng lên gấp bội. Tiền bối chỉ điểm á? Trên mặt Bạch Tôn giả lộ ra vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng đáp, đúng vậy, lúc ta đang tấn cấp thì có một vị tiền bối truyền âm thẳng vào trong đầu óc của ta, chỉ điểm cho ta biết cách chính xác nhất để trùng kích Long Vĩ Đan Điền. Cho nên, ta mới có thể thuận lợi một hơi phá tan bốn cửa ái của Long Vĩ Đan Điền. Bạch Tôn giả mở to hai mắt, lúc Tống Thư Hàng trùng kích tấn cấp, thì có vị đạo hữu nào đó chỉ điểm cho hắn sao? Sao hắn lại không chú ý đến nhỉ? Thôi vậy, dù sao cũng không phải là chuyện xấu gì. Bạch Tôn giả cười nói, chốc lát, người hỏi trong thử trong, nhóm cửu châu số một xem, là vị tiền bối nào ra tay chỉ điểm giúp ngươi. Đây cũng là một cái nhân tình, người phải ghi nhớ trong lòng đấy nhé. Ừ, ta đã nhớ rồi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngoài ra, vừa rồi ta nghe thấy ngươi lầm bầm cái gì mà tìm chết đạo nhân thư kiếm tán nhân thế bạch tôn giả tò mò hỏi trong lúc nói chuyện bạch tiền bối lấy ra một cái hộp lớn mở nó ra bên trong chứa đầy quả dương mai màu tím a à, bị bạch tiền bối ngài nghe thấy rồi xoa hắc hắc tống thư hàng cảm thấy hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn trả lời ta đang suy nghĩ bây giờ ta đã là tu sĩ chân sư nhị phẩm rồi cũng được coi là tu sĩ nhập môn chính thức rồi vì vậy ta đang nghĩ, có phải đã đến lúc ta cũng nên lấy, đạo hiệu, không? À tương đương bạch tôn giả ở một bên gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tống Thư Hàng nói tiếp, nhưng, ta chọn con đường, tán tu, không hề gia nhập bất kỳ môn phái nào cả. Không có sư phụ hay trưởng môn tiền bối ban tặng đạo hiệu cho ta. Vì vậy, ta đang nghĩ, đạo hiệu của ta sẽ do ta nghĩ ra. Bạch tôn giả phồng má lên nhai, phụt 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 phụt, phụt tương đương hạt dương mai bắn ra thành một đường thẳng tắp, rơi xuống biển. Bạch tôn giả cười nói, cho nên người nghĩ ra cái tên tìm chết đạo nhân đó sao? Người muốn vào series giao củ quả với mấy người lệ chi tiên tử đấy à? Nếu là thế thì ta đề cử ngươi nên đặt tên là Dương Mai Đạo Nhân thì... Tống Thư Hàng Không phải, Bạch Tiền Bối Ngài hiểu lầm rồi. Ta đọc tìm chết đạo nhân là đang muốn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được lấy đạo hiệu tương tự như vậy. Hắc hắc, Thật ra ta cảm thấy đạo hiệu Thư Kiếm Tán Nhân, Thần Kiếm Đạo Nhân rất hợp với ta, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Sau khi Bạch Tôn giả suy nghĩ một lúc thì nói ngay, Thư Hàng ngươi biết dùng kiếm à? Không phải ngươi dùng đao pháp sao? Tôn giả nghiêm túc chỉ ra chỗ sai trong đạo hiệu của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sụp đổ. Hơn nữa, đạo hiệu Thư Kiếm Tán Nhân, Thần Kiếm Đạo Nhân, mấy nghìn năm trước đã có rất nhiều người dùng rồi. Bây giờ nghe có cảm giác lúa lắm. Bạch Tôn Giả nói tiếp, ta cảm thấy còn thua cả đạo hiệu, Thư Sơn Áp Lực Đại của ngươi bây giờ nữa. Tống Thư Hàng vội la lên, Bạch Tiền Bối, Thư Sơn Áp Lực Đại là nickname của ta thôi, không phải đạo hiệu, không phải đạo hiệu đâu. Bạch Tôn Giả mở to hai mắt, phụt 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 phụt. Với cả, ta cảm thấy, đạo hiệu bốn chữ nghe vẫn hay hơn. Tống Thư Hàng nói tiếp, sau đó giơ ngón tay đếm, Bạch Tiền Bối ngài xem, năm người đứng đầu ở giải thi đấu máy kéo năm nay trừ Vũ Nhu Tử ra, thì những người khác như Giao Bá chân Quân, Lạc Trần Trân Quân, Thông Huyền Trân Quân, Tuyết Lang Động Chủ. Đạo hiệu của bọn họ đều là bốn chữ. Không chỉ như vậy, hình như phần lớn đạo hiệu của các tiền bối trong nhóm cũng là bốn chữ. Như Hoàng Sơn Trân Quân, Cuồng Đao Tam Lãng này, Tô Thị A Thất, Đồng Quái Tiên Sư, Tạo Hóa Pháp Vương, vân vân. Bạch Tôn Giả, phụt 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 phụt. Sau đó, Bạch Tôn Giả lên tiếng, nhắc nhở ngươi một chút, không phải là bốn chữ đâu. Tống Thư Hàng, chương 461, đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu, tỉnh Chiết Giang, nước Hoa Hạ chân Nhân. Ví dụ như Bắc Hà Tán Nhân, Bắc Hà mới là đạo hào thực sự, còn Tán Nhân chỉ là danh hiệu thôi, cũng giống như tiên sinh, nữ sĩ, vậy. Bao giờ tấn chức lên lục phẩm thì hắn sẽ sửa thành Bắc Hà chân Quân. Các đạo hữu khác trong nhóm cũng tương tự như vậy, Giao Bá, Lạc Trần, Thông Huyền, Tuyết Lang, Đồng Quái đều là đạo hào hai chữ, còn chân quân, động chủ, tiên sư, đại sư, đằng sau thì là danh hiệu. Vừa nãy người đưa ra rất nhiều ví dụ, nhưng chỉ có mỗi cuồng đao tam lãng đạo hữu là có đạo hào bốn chữ thôi. Nói đoạn, bạch tôn giả vỗ tay nhẹ một cái. Nếu ngươi muốn đạo hào bốn chữ thì có thể tham khảo đạo hào của tam lãng đạo hữu ấy. Kiểu như bá đao tống tam chẳng hạn, ừ, cái đạo hào này khá hợp với ngươi đấy. Đừng đừng, tuyệt đối đừng lấy, tống thư hàng kêu lên hắn hoàn toàn không muốn lấy cái đạo hào nghe như thổ phỉ cướp đường như thế đâu. Ít nhất cũng phải lấy cái đạo hào nào nghe cho văn nhã chút chứ. Một sinh viên say mê văn học cuồng nhiệt như tống thư hàng hắn, dù có mang về cổ đại cũng là văn nhân tú tài, tuyệt đối không thể lấy cái đạo hào nghe như đầu lính tướng cướp thế kia được. Ha ha, bạch tôn giả bật cười, rồi vươn tay nhấp mấy quả dương mai cho vào miệng nhai, mặt đầy thỏa mãn. Chóp chép chóp chép. Sau đó, bạch tôn giả nói tiếp thực ra đạo hào bốn chữ có gì hay đâu, ta thấy đạo hào một chữ là hay nhất, rõ là dễ nhớ. Ví dụ như, bạch, tôn giả nè, đạo hào có mỗi một chữ, bạch thôi. Đúng là đơn giản đến trắng toát. Cơ mà, nếu hắn muốn lấy đạo hào một chữ thì... Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ một lúc. Một chữ thì, thư, hay là kiếm nhỉ? Thư chân quân, kiếm chân quân. Hình như nghe cũng ngầu đến bất ngờ đấy chứ. Bạch tôn giả, gạch nối bạch tiền bối thở dài nói thư hàng tiểu hữu này rõ ràng ngươi được internet hun đúc từ nhỏ tới lớn mà sao ôn a thấy vốn từ của ngươi nó nghèo nàn thế nhỉ trừ thư với kiếm ra ngươi không nghĩ ra cái đạo hào nào nữa à tống thư hàng đáp vì ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ ra hai thứ đó là phù hợp nhất với hình tượng tu sĩ trong cảm nhận của mình thôi bạch tôn giả lắc đầu nói nếu ngươi thực sự không nghĩ ra cái đạo hào nào hay thì cứ lấy luôn bá đao tống tam đi. ấy chớ ấy chớ, bạch tiền bối, riêng cái đạo hào này là ta không muốn lấy chút nào. Tống thư hàng kêu lên thảm thiết, hắn không muốn biến thành tam lãng tiền bối thứ hai đâu, dễ tự đâm đầu đi đời nhà ma lắm. Có lẽ là vì tiếng kêu gào của tống thư hàng vang vọng quá, nên có mấy vị tiền bối trong nhóm cửu châu số một đã bị thu hút tới chỗ này. Đông phương tiên tử đạp nước lướt đến nhẹ tinh. Đạo Hào, thư hàng tiểu hữu muốn đặt Đạo Hào sao? Cho dù chỉ là động tác đạp nước mà đi, thế nhưng khi được Đông Phương tiên tử thi triển thì lại xinh đẹp như là đang múa vậy. Tống thư hàng gật đầu đáp. Đúng vậy. Hi hi, ta còn tưởng thư sơn áp lực đại là Đạo Hào của ngươi cơ chứ, thì ra là không phải à. Đông Phương tiên tử cười ha hả. Đó là nickname, là nickname trên mạng thôi. Tống thư hàng bất lực các tiền bối trong nhóm cửu châu số một đều nhớ cái tên thư sơn áp lực đại của hắn cứ thế này có khi nào khi mình đã có đạo hào của riêng mình rồi vẫn bị họ gọi là thư sơn áp lực đại theo bản năng không không được không thể như thế được nhất định phải mau chóng có đạo hào tranh thủ đặt luôn trong hôm nay đi bắc hà tán nhân cũng nhàn nhã nhẹ nhàng đi tới rồi cười sang sảng nói thư hàng tiểu hữu người muốn có đạo hào thuộc loại nào tống thư hàng nghi hoặc hỏi ngược lại Đạo hào mà cũng chia loại cơ á. Cá nhân ta phân loại đạo hào thành mấy kiểu nhân lúc rảnh rỗi ấy mà. Bác Hà Tán Nhân cười nói. Trong nhóm cửu châu số 1, Bác Hà Tán Nhân tiền bối luôn luôn là thánh đấu sĩ trực ở tuyến đầu. Dường như hắn luôn là người giải đáp câu hỏi của các đạo hữu trong nhóm đầu tiên. Mà ở ngoài hiện thực cũng thế, lúc nào Bác Hà Tán Nhân cũng chiến đấu ở mặt trận trả lời nhanh trước nhất. Tống Thư Hàng Thỉnh Giáo Khiêm Tốn Xin Bác Hà Tiền Bối chỉ điểm cho. Bạch Tôn Giả và Đông Phương Tiên Tử cũng nhìn về phía Bắc Hà Tán Nhân với vẻ ngạc nhiên. Bắc Hà Tán Nhân bắt đầu rủ gì? Vậy để ta giới thiệu sơ qua mấy loại đạo hào cho thư hàng tiểu hữu nhé. Theo bước tiến của thời đại thì đạo hào của tu sĩ đã không còn cứng nhắc và lắm khuôn sáo như thời viễn cổ nữa. Loại đạo hào thứ nhất, ta quy về loại địa danh. Loại đạo hào này thường thấy ở các tu sĩ là chủ của một khu vực, nào đó, họ dùng chính địa danh nơi tu luyện làm đạo hào của mình ví như hoàng sơn chân quân tiền bối tống thư hàng suy nghĩ rất nhanh rồi lập tức đáp lời bắc hà tán nhân gật đầu nói đúng vậy chính là loại của hoàng sơn chân quân những đạo hào cùng loại còn có hoa sơn kiếm tiên động hồ cư sĩ thần long đảo chân quân vv thực ra đạo hào của ta cũng thuộc loại này loại đạo hào này rất đơn giản tống thư hàng nghĩ ngợi một chút xem nếu lấy địa danh làm đạo hào thì sẽ thế nào vậy hẳn là ta nên đặt đạo hào thành văn châu đạo nhân văn châu cư sĩ hay là văn châu tu sĩ gì đó nhỉ? nghe vào tai cứ thấy sai sai. đạo hào theo địa danh không nhất thiết cứ phải gói gọn trong hai chữ văn châu. nhỏ thì có thể là một thôn, một ngọn núi, một con sông, một cái giếng; lớn có thể tới một thành phố, một tỉnh cũng được. bắc hà tán nhân nói. tống thư hàng ngẫm một lát, nói cách khác, ta có thể xưng là hoa hạ đạo nhân, cũng có thể là chiết giang cư sĩ, văn châu tán nhân thậm chí lấy khu vực nhỏ hơn như Bạch Kình lộ chân nhân cũng được à. Bạch Tôn giả, chóp chép chóp chép, Tôn giả không thể nhịn được nữa, mỉa mai, chẳng bằng ngươi đặt là đường Bạch Kình thành phố Văn Châu tỉnh Chiết Giang nước Hoa hạ chân nhân luôn đi. Đông Phương tiên tử, Bắc Hà tán nhân, Đại yêu diệt phương đang tỉnh lại nào đó. Tống thư hàng vội vàng nói, đừng mà Bạch tiền bối, có phải là khai báo hộ khẩu đâu? hơn nữa núi liền vào nhau thế nghe kỳ quái lắm. Mỗi lần ta giới thiệu mình với đạo hữu khác mà đọc đạo hào thế này, nghe chẳng giống như đang xưng tên mà cứ như là đọc địa chỉ chuyển phát nhanh của mình cho người ta ấy. Đông phương tiên tử xoa cầm, Thực ra ta thấy cũng được mà. Đạo hào dài như đường bạch kình thành phố Văn Châu tỉnh Chiết Giang nước hoa hạ chân nhân thế này, vừa xưng ra cái là người ta sợ rồi. Hơn nữa lúc nhận chuyển phát nhanh, viết đạo hào xong là vừa được cả tên, vừa được cả địa chỉ luôn tuyệt đối không được, Tống Thư Hàng nói đầy kiên quyết. Bạch tiền bối, Thư Hàng tiểu hữu bắt bẻ quá đi. Không phải bắt bẻ mà, đạo hào địa chỉ thế này thực sự không được đâu. khụ khụ, thế thì ta giới thiệu tiếp loại hình thứ hai nhé. Bắc Hà Tán Nhân nói tiếp, loại đạo hào thứ hai là các tu sĩ dùng, sở trường của mình làm đạo hào cho mình, loại đạo hào này gần đây khá là phổ biến. Ví dụ như phủ chủ thất sinh phù, cuồng đao tam lãng, dược sư, còn cả tên thầy bói chuyên bịp người kia nữa, đều dùng đạo hào loại này. Giỏi phù chú thì dùng phù làm đạo hào, giỏi đao pháp thì dùng đao làm đạo hào, sở trường là gì thì dùng cái đó. Chương 462, một tuần có 7 ngày. Đạo hào loại sở trường sao? Lại có vấn đề rồi đây, Tống Thư Hàng có sở trường gì nhỉ? Nếu một năm trước có người hỏi Tống Thư Hàng câu này thì hắn sẽ lập tức trả lời người ta rằng, hắn giỏi nhất là đọc sách, đam mê cũng là đọc sách. Có lẽ có người sẽ nói rằng làm ổ trong thư viện đọc sách không thể coi là một sở trường, thế thì Tống Thư Hàng còn có thể trả lời người ta, mình còn giỏi chơi bóng nữa. Trước khi thi đậu vào Đại học Giang Nam, năng lực vận động của Tống Thư Hàng không tồi. Chơi bóng có thể miễn cưỡng tính là một sở trường cá nhân của hắn. Thế nhưng hiển nhiên là những sở trường này không thể dùng làm đạo hào được. Lấy đạo hào là bóng rổ đạo trường, bóng rổ thiên sư thì người ta cười dụng hết răng mất. Cho nên sở trường này phải là sở trường về mặt tu chân. Vậy, trong khía cạnh tu chân thì hắn tinh thông cái gì nhất? Tống Thư Hàng bắt đầu hồi tưởng lại hai tháng tu chân của mình. Tuy rằng chỉ mới có hai tháng mà thôi, thế nhưng dường như hắn đã trải qua vô số chuyện cực kỳ phấn khích. Những gì hắn đã trải nghiệm trong hai tháng ngắn ngủi ấy đã đủ để quay thành một bộ phim ba chục tập rồi ấy chứ. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn dùng bếp từ để nấu thối thể dịch à. Nhưng đây không thể coi là sở trường được. Còn phương diện tu luyện thì sao? Hình như tốc độ tu luyện của mình rất nhanh thì phải. Không đúng, vì hắn đi theo bên cạnh các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1, gặp được vô số kỳ ngộ, mới dẫn đến việc cảnh giới thăng lên vùn vụt như thế. Cho nên tốc độ tu luyện có nhanh cũng không phải sở trường của hắn, chỉ là do số hắn khá may mắn mà thôi. Chẳng lẽ lại đặt là may mắn đạo nhân à? Không ổn không ổn, so may mắn thì ai mà qua được bạch tiền bối cơ chứ? Dung, may mắn, làm đạo hào cứ như đánh trống trước cửa nhà sầm ấy nếu những thứ ấy đều không thể xem là sở trường thì chỉ có thể xuống tay từ công pháp của mình thôi nghĩ đến đây tống thư Hàng thì thảo nói công pháp mà mình tu luyện thì có quyền pháp đao pháp thân pháp và cả công pháp của tam thập tam thần thú tông nữa bạch tôn giả nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn thì hai mắt sáng ngời lên nói về sở trường người định bắt tay từ công pháp đấy à mấy công pháp mà ngươi có thể dùng bây giờ cũng chỉ có hỏa diễm đao kỳ quái kia và kim cương căn bản quyền pháp thôi. Cho nên quả nhiên, bá đao tống tam là thích hợp với ngươi nhất mà, không thì lấy cương quyền tống tam cũng được đấy. Sao cứ nhất định phải là tống tam thế? Tống Thư Hàng đã bắt đầu cảm thấy hạn hán lời với con số ba ấy rồi đây. Đổi thành tống đại hay tống nhất không được sao? Mẹ hắn đẻ ra có mỗi một mình hắn, trên không anh trai, dưới không em gái mà thư hàng tiểu hữu hỏi câu này hay lắm. Đúng lúc này thì một con khỉ mặt chó đã xuất hiện bất ngờ sau lưng hắn, rồi cười vang rõ là đắc ý. Là cuồng đao tam lãng. Vì sao nhất định phải là số 3? Bởi vì con số ấy ẩn chứa một áo bí khổng lồ. Cuồng đao tam lãng dương dương tự đắc. Tống thư hàng hiếu kỳ hỏi. Áo bí gì cơ? Xong vừa mở mồm ra hỏi thì hắn đã hơi hơi hối hận rồi bởi vì hắn cảm thấy đáp án mà cuồng đao tam lãng tiền bối đưa ra tuyệt đối không phải là đáp án mà mình mong muốn. Ồ, đây có thể xem là áo bí lớn nhất của ta đấy. Cuồng đao tam lãng búng ngón tay đánh tách một tiếng, vì ta thường xuyên bất giác đâm đầu vào chỗ chết, cho nên con số 3 này chính là một loại cảnh tình đối với ta. Cảnh tình? thì ra cuồng đao tam lãng tiền bối cũng biết ổng thường xuyên lao đầu tìm chết cơ à. Tống Thư Hàng còn tưởng hắn không tự nhận thức được vụ này nữa chứ. Cơ mà thế này nghĩa là cuồng đao tam lãng tiền bối biết chết mà còn làm. Biết pháp còn phạm pháp, tội nặng thêm một bậc đó nha. Bởi vì quá tam ba bận mà, cuồng đao tam lãng nói cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần không tự tìm chết cùng một kiểu ba lần thì sẽ không chết thật đâu. Đậu má, còn có cả vụ đó nữa cơ à. Tống thư hàng đúng là được mở mang tầm mắt. Đúng lúc này thì có một giọng nói nặng nề đột ngột chen vào hội nghị. À à, à à, cho nên tam lãng đạo hữu nhà ngươi năm lần bảy lượt mạo danh ta, còn dám biến thành khỉ mặt chó để bôi cho chát chấu lên hình tượng của ta, là vì cảm thấy còn chưa tới ba lần nên vẫn còn gan lắm đúng không? Giọng nói kia là của Tô Thị A Thất, nghe thôi cũng đủ biết ổng đang nghiến răng nghiến lợi cỡ nào. Cuồng đao tam lãng sợ vãi linh hồn. Khi hắn quay phát đầu lại, thì thấy túy ích cư sĩ đang nhìn mình cười ha ha. Trong tay cư sĩ cầm một chiếc di động đan bật loa ngoài, trong điện thoại truyền ra tiếng gầm phẫn nộ của Tô Thị A Thất. Ta nhất định phải làm thịt ngươi, tam lãng, chờ ta làm xong việc trong tay, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi hội ngộ với đám đệ tử của vô cực ma tông. Sau khi Tô Thị A Thất gầm xong, đầu dây bên kia truyền tới tiếng hắn cúp máy. Túy ích cư sĩ mỉm cười. Ha ha, vừa nãy ta gọi điện thoại để trò chuyện về một mối làm ăn với Tô Thị A Thất Đạo Hiếu. Kết quả là A Thất Đạo Hiếu lại trùng hợp nghe thấy câu nói của Tam Lãng Đạo Hiếu, há há há. Cười xong, cư sĩ bay bổng lướt đi. Cuồng đao tam lãng tiêu rồi, không để ý một phát đã đắc tội A à thất đạo hữu quá ba lần rồi, bỏ mẹ rồi. Xem ra con số ba trong đạo hào của ngài hoàn toàn không phát huy tác dụng rồi, tống thư hàng đâm trọt trong lòng. Coi bộ đạo hào loại, sở trường cũng không thích hợp với mình rồi. Khu, Bắc Hà Tán Nhân đã tinh ý cảm thấy đạo hào loại sở trường cũng không thích hợp với thư hàng tiểu hữu Thế là Bắc Hà Tiền Bối bắt đầu giới thiệu một cách thức đặt đạo hào khác. Trừ đạo hào loại địa danh và loại sở trường, thì một số đạo hữu mang trong mình huyết mạch thượng cổ, huyết thống thần thú, sẽ dùng nó làm đạo hào cho mình. Ví dụ như Bạch Hạc chân Quân, tuyết lang động chủ thuộc về loại hình này. Thế nhưng loại hình này sợ là không phù hợp với thư hàng tiểu hữu. Tống thư hàng gật đầu, hắn chỉ là con người bình thường, hẳn là con người bình thường nhỉ. Cho nên đạo hào loại, huyết mạch này cũng không hợp với hắn rồi. Trừ các loại đó thì còn loại đạo hào, ý thức lưu nữa." Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói. "Ý thức lưu?" Tống Thư Hàng đọc lại một lần, hắn cảm thấy có lẽ đạo hào dòng, ý thức lưu, này chính là cái mà mình đang muốn. Loại đạo hào này thiên về một số thứ mà không thể dùng từ ngữ chỉ vật chất để miêu tả được, như là tâm cảnh, mục tiêu, nguyện vọng, chẳng hạn." Bắc Hà tán nhân giải thích. "Tống Thư Hàng trong nhóm có tiền bối nào đặt đạo hào như thế không? đương nhiên là có ví dụ như thông huyền đại sư đạo hào à không hắn là phật môn phải gọi là pháp danh mới đúng pháp danh của hắn chính là loại này thực tế thì phần lớn pháp danh của phật môn đều mang theo chút thiện ý như vậy cả bắc hà tán nhân nói tiếp ngoài ra thì có tạo hóa pháp phương cũng là đệ tử nhà phật pháp danh của hắn cũng thuộc loại này rồi thì đạo hào của đạo gia trước kia cũng na ná như thế Mấy cái đạo hào phổ biến hồi mấy trăm năm trước như Thuần Dương tử, Thuần Âm tử, Thanh Tịnh đạo trưởng, Vô Vi cư sĩ đều thuộc loại ý thức lưu. Xong mấy trăm năm trở lại đây thì người ta ít dùng đi nhiều. Chính là loại này. Tống thư hàng vẫy tay nhiệt tình, đúng là loại hình này rồi. Quyết định vậy đi, ta muốn có đạo hào loại này, Tống thư hàng nói chắc nịch. Bắc Hà tán nhân cười nói: Xem ra thư hàng tiểu hữu ưa đạo hào phong cách này nhỉ. Cũng đúng thanh niên trẻ đều thích mấy đạo hào có sắc thái huyền bí thế này mà. Vậy trong lòng ngươi đã có ý tưởng gì chưa? Tống Thư Hàng nghĩ ngợi một lát. Hay là lấy cái tên gì tốt lành chút, bình an cư sĩ được không? Bắc Hà Tán Nhân, Bạch Tôn Giả, Cuồng Đao Tam Lãng, Diệt Phượng Công Tử, Đông Phương Tiên Tử, Bình An Cư Sĩ không được à? Tống Thư Hàng rè giặt hỏi. Đông Phương Tiên Tử bật cười. Nếu ngươi muốn lấy cái tên Bình An Cư Sĩ, thì ta đề nghị ngươi dùng luôn thư sơn áp lực đại cho xong. Ít ra thì tên đó đọc lên còn có chút chất nho môn. Thôi được rồi, Tống Thư Hàng cảm thấy mình không có thiên phú chọn đạo hào, hay là các tiền bối nghĩ dùng ta xem, có thể tìm được một đạo hào thích hợp được không? Bao nhiêu tiền bối thế này, chắc là không phải ai cũng đặt mấy cái tên kiểu, khoai lang đạo trưởng, đâu ha. Chỉ cần có hai ba cái dễ nghe, rồi mình chọn ra một trong số đó là giải quyết được vấn đề đạo hào rồi. Nghĩ đến đây, Tống thư hàng bèn ấn cho sự nhanh trí của mình một cái like. Ý hay đó, để ta ghi lại cho Tiểu Hữu. Bắc Hà tán nhân rất nhiệt tình lôi một cuốn sổ nhỏ ra. Đồng thời, Bắc Hà tán nhân còn mở nhóm Cửu Châu số 1 rồi thả một tin nhắn. Thu thập đạo hào đây, các đạo hữu đang online trong nhóm hãy phát huy trí tưởng tượng của mình để đặt một đạo hào thích hợp với thư hàng Tiểu Hữu nha. Quả nhiên vẫn nên lấy bá đao tống tam, à không đúng, bá đao tống nhất đi. Chữ, nhất, có thể dùng cách viết hoa, bá đao tống nhất. Bạch Tôn giả nói. Tống thư hàng vừa định phản đối quyết liệt thì Bắc Hà tán nhân đã múa bút thành văn, ghi luôn đạo hào bá đao tống nhất vào quyển sổ con, còn ghi chú thêm, Bạch Tôn giả, luôn rồi. Thực ra ta thấy cái tên Cương quyền tống tam, mà Bạch Tôn giả nói ban nãy cũng hay, có khí khái đàn ông lắm. Có điều chữ tống tam phía sau thì phải sửa, Cương quyền công tử được không?" Cuồng Đao Tam Lãng đề nghị. "Hay lắm, tuy chỉ sửa hai chữ nhưng nghe hay hơn nhiều." Bắc Hà tán nhân nhanh chóng ghi vào sổ bốn chữ, Cương quyền công tử, phụ chú Cuồng Đao Tam Lãng. "Cho ta đề cử với, ta thấy Đường Bạch Kình thành phố Văn Châu tỉnh Chiết Giang nước Hoa Hạ chân nhân rất thú vị, cơ mà có thể sửa lại chút chút." "Văn Châu Bạch Kình khách, ừm, bỏ luôn Văn Châu đi, lấy Bạch Kình Đao khách hoặc Bạch Kình tán nhân đều ổn đó." Đông Phương Tiên Tử nói. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, ít nhất thì đạo hào này nghe cũng tương đối thỏa đáng. Bạch Kinh tán nhân, lấy cái này đi. Bạch Kinh đao khách đi, tán nhân nghe yếu xìu. Vì ta là Bắc Hà tán nhân nên lúc xưng tên ra chẳng khí thế bằng các đạo hữu khác gì cả, tin ta đi. Bắc Hà tán nhân nói. Nói đoạn, hắn ghi vào sổ, Bạch Kinh đao khách, phụ chú, Đông Phương Tiên Tử. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Bấy giờ, Bạch Tôn giả lại đề nghị, thực ra đạo hào một chữ cũng tuyệt mà, tách chữ tống của Tống thư hàng tiểu hữu ra, lấy chữ mộc thôi, mộc đạo nhân nghe không tồi. Được, cứ ghi vào đã. Bắc Hà tán nhân ghi, mộc đạo nhân vào sổ. Vì Bác Hà tán nhân nhắn tin trong nhóm Cửu Châu số 1 nên có rất nhiều đạo hữu chạy tới góp vui. Ta nói nè, chẳng phải khi chúng ta chọn đạo hào thì thường lấy đạo hào có liên quan đến hình tượng cá nhân của tu sĩ sao? Các ngươi nhìn vẻ ngoài của Tống thư hàng tiểu hữu bây giờ, rồi phối hợp với quân tử vạn lý hành của hắn đi, ta đề cử thân đao quân tử kim cương nhé. À không đúng, đọc thế không thuận, đổi thành kim cương quân tử đao, được chưa? Không biết tạo hóa pháp phương vừa ngoi ở đâu lên. Kim cương quân tử đao, được đó, ghi vào, Bắc Hà tán nhân ghi lại. Tạo hóa huynh, ngươi nhầm rồi, vừa rồi thư hàng tiểu hữu bảo muốn lấy đạo hào dòng, ý thức lưu cơ mà chiếu theo hình tượng của hắn bây giờ cộng thêm hắn đang dùng một thanh bảo đao chẳng phải dễ làm người ta liên tưởng tới câu kinh văn kinh biển buông đồ đao xuống lập địa thành phật sao chẳng bằng đặt là đồ đao đại sư đi cổ hà quan chân quân vừa chạy tới vừa nói đồ đao đại sư nghe quai quái nhưng cứ ghi trước đã bắc hà tán nhân gật đầu tống thư hàng gạch nối vì sao buông đồ đao xuống giản lược đi lại thành đồ đao đại sư hả trời thay đổi hết cả ý nghĩa rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi sự, nhanh trí của mình có phải là một sai lầm không đây? Thực ra ta vẫn luôn nghĩ đạo hào cho tống tiền bối đó, ta đã nghĩ ra một đạo hào rất hay cho tiền bối từ lâu rồi nhé. Vũ Nhu Tử bay vèo tới, linh điệp đảo thư sơn cư sĩ, được không? Bác Hà Tán Nhân sửng sốt. Ủa, sao lại thêm cả linh điệp đảo vào làm chi? Thư hàng tiểu hữu sắp gia nhập linh điệp đảo rồi à? Ôi, không phải, Tại lúc ta nghĩ ra đạo hào này thì đang muốn rủ Tống Tiền Bối đến linh điệp đảo ấy mà. Thế thì để thư sơn cư sĩ đi, Vũ nhu tử nói đầy tiếc nuối. Tống thư hàng mừng rớt nước mắt, đạo hào này tạm thời là bình thường nhất nè. Bắc Hà tán nhân nói rồi lại tìm điện thoại ra. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng đề cử mấy đạo hào, ta chọn mấy cái bình thường chút ghi lại rồi đây. Chọn vài cái bình thường, nói cách khác, phần lớn các tiền bối đều đưa ra mấy cái đạo hào bất thường đấy à có bốn cái đạo hào áp lực đạo trưởng, nho quyền tăng, tầm đạo thư sinh, thiện tâm tu sĩ coi như bình thường. Bắc Hà Tán Nhân nói, ta đã loại trừ hết mấy cái đạo hào loại hoa quả và đạo hào không phù hợp với khí chất của tống thư hàng tiểu hữu rồi đấy. Rồi, người lựa chọn một đạo hào thích hợp đi. Bắc Hà Tán Nhân đưa cuốn sổ ghi chi chít đạo hào cho tống thư hàng. Tống thư hàng nhận lấy danh sách ấy, nhìn từ đầu tới cuối 11 cái đạo hào. Chọn cái nào thì được bây giờ. Đang lúc suy tư, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề hẳn xuống, hắn đang bị áp lực đè như núi y hệt cái nick nêm thư sơn áp lực đại của mình đây. Áp lực này xuất phát từ ánh mắt của các tiền bối trước mặt Tống Thư Hàng. Bây giờ thì Tống Thư Hàng thực sự thấy rằng trò nhanh trí của mình sai quá sai rồi. Sau 5 phút đồng hồ, Tống Thư Hàng đột nhiên cầm bút đánh dấu liên tục vào 11 đạo hào trên giấy. Cuối cùng, hắn chọn ra 7 cái trong số chúng quyết định thế đi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, mỉm cười, đạo hào của ta chính là chúng nó. Chúng nó, Bắc Hà Tán Nhân hơi sửng sốt. chương 463, bất hạnh quá. Tống Thư Hàng đánh dấu vào bạch kình đao khách và thư sơn cư sĩ đầu tiên. Hai đạo hào này tương đối phù hợp với khẩu vị của hắn. Đồ đao đại sư là phải gạch gấp. Áp lực đạo trưởng là cái khỉ gì? Đạo trưởng Việt à, gạch gạch gạch. Cương quyền công tử, vừa cương quyền lại còn vừa công tử, mặt mũi thanh tú đi với vai u thịt bắp à, gạch luôn. Thế là trừ hai đạo hào chắc chắn giữ lại thì chỉ còn có sáu cái nữa. Nhưng mà hắn chỉ cần có bảy cái thôi, cho nên phải gạch thêm một cái. Bá đao tống nhất, mộc đạo nhân, kim cương quân tử đao, nho quyền tăng, thiện tâm tu sĩ, tầm đạo thư sinh. Cái mà Tống Thư Hàng muốn gạch đi nhất trong sáu đạo hào này chính là bá đao tống nhất. Thế nhưng, đây là đạo hào mà bạch tôn giả đặt cho đấy. Nghĩ nghĩ một tí, Tống Thư Hàng vẫn giữ nó lại, nể mặt bạch tiền bối một chút đi. Nếu không nể mặt bạch tiền bối mà làm cho ngài ấy không vui, thì khụ, chính là lấy mạng mình ra đùa đấy. Dù sao thì bảy đạo hào cũng chỉ là giai đoạn quá độ thôi, hắn sẽ từ từ chọn ra từ bảy đạo hào này một cái thích hợp với mình nhất. Cho nên, cùng lắm thì trong quá trình đó tìm đại cái lý do nào để xóa, bá đao tống nhất đi là được thế là chỉ còn bốn đạo hào nữa, bây giờ chọn cái nào để gạch thì dễ rồi, hoặc là kim cương quân tử đao, hoặc là nho quyền tăng thôi. Hai cái đạo hào này đều phá hoại hình tượng cả. Cơ mà so ra thì nho quyền tăng đáng gạch đi hơn. Quyền tăng gì mà quyền tăng, có phải hắn muốn đi làm sư thật đâu. Bá đao tống nhất, mộc đạo nhân, bạch kình đao khách, thư sơn cư sĩ, tầm đạo thư sinh, thiện tâm tu sĩ, kim cương quân tử đao, vừa đủ bảy cái đạo hào xếp hàng theo thứ tự, một tuần bảy ngày, mỗi ngày một cái, vừa đủ luân phiên. Mỗi ngày một đạo hào, không ngày nào lặp lại, hỏi các người có sợ không nào. Nếu không phải Tống Thư Hàng cảm thấy nhớ 365 đạo hào một năm quá phiền, thì hắn còn muốn lấy 365 cái, để mỗi ngày lại được trải nghiệm cuộc sống với một đạo hào khác nhau cơ. Tính thời gian thì bây giờ là đêm ngày mùng 1 tháng 7, thứ bảy chỉ còn vài ngày nữa là trời sáng rồi. Hôm nay hắn sẽ là thiện tâm tu sĩ. Khi trời sáng thì đạo hào của hắn sẽ đổi thành kim cương quân tử đao. Rồi đến thứ hai, hắn chính là bá đao tống nhất. Sau khi đánh dấu bảy đạo hào xong, tống thư hàng cười nhẹ mà nói: nên ta lấy bảy cái đạo hào này, mỗi ngày dùng một cái, vừa đủ thay phiên cả tuần luôn. Tống tiền bối bảy đạo hào, ngầu. Vũ nhu tử nói với vẻ hâm mộ đồng thời cô cũng quyết định lúc nào về sẽ nhờ phụ thân đặt cho mình thêm mấy cái đạo hào nữa. Đặt mấy cái thì tốt nhỉ, lấy bảy cái như tống tiền bối, không ổn không ổn, làm thế cứ như là tình lữ ấy. Hay là lấy 30 cái để luân phiên hàng tháng đi. Hay ít, hình như cũng không ổn lắm, có tháng chỉ có 28 ngày, có tháng những 31 ngày cơ mà. Cho nên, nhờ phụ thân đặt cho 365 cái đạo hào luôn đi. Mỗi ngày một cái, dùng cả năm mới hết, không lặp lại ngày nào nhé. Tuyệt cú mèo, quyết định thế đi, phải đặt 365 đạo hào. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày sẽ là một vũ nhu tử hoàn toàn mới. Linh điệp tôn giả đang sắp xếp bế mạc cuộc đua máy kéo có tay cầm cùng toàn phong tôn giả ở phía xa xa, đột nhiên dùng mình một cái. Đây là giác quan thứ sáu siêu cường của tôn giả, dường như có phiền toái gì đó sắp sửa rơi xuống đầu ngài rồi. Chuyện phiền toái à, chẳng lẽ là hải vương mắt to kia? a a a, chẳng lẽ tên đó muốn phái chiến sĩ nhím biển đến tập kích linh điệp đảo hay sao? xem lão phu có bóp chết đám chiến sĩ nhím biển đó không? bạch tôn giả cũng bật cười, lấy bảy đạo hào dùng thay phiên nhau. ha ha, đúng là chỉ có người gần như không bị quy tắc của tu chân giới này hạn chế như thư hàng tiểu Hữu mới có thể nghĩ ra được chủ ý thế này. nhưng đúng là rất thú vị đấy. bảy ngày bảy đạo hào hà. Bắc Hà Tán Nhân ngẩn ra, thư hàng tiểu hữu, người chắc chứ? Đúng vậy, ta chắc chắn mà, Bắc Hà Tiền bối yên tâm đi, ta không làm bậy đâu. Đây chỉ là giai đoạn quá độ thôi, sau này ta sẽ giữ lại một trong bảy đạo hào này làm đạo hào chính thức của mình. Tống thư hàng đáp, hoặc giả trong quá trình quyết định đạo hào chính thức, hắn gặp được đạo hào thích hợp hơn, thì sẽ bỏ cả bảy cái đi luôn. Dù sao thì đạo hào của tu sĩ cũng đâu phải là bất biến. Theo thực lực ngày một mạnh lên, hoặc vì các nguyên nhân khác tác động, đôi khi các tu sĩ cường đại cũng thay đổi đạo hào của mình. Ví dụ như Linh Điệp Tôn Giả, đạo hào của hắn từ thuở xa xưa không phải là linh điệp, mãi sau này khi hắn xây dựng nên linh điệp đảo thuộc về riêng mình thì mới đổi đạo hào thành linh điệp. Hoặc ví như Cổ Hà Quan Chân Quân, 200 năm trước đây, đạo hào của hắn không phải như vậy. Sau này hắn kế thừa vị trí quan chủ của Cổ Hà Quan thì mới kế thừa luôn đạo hào Cổ Hà Quân này đây là tập tục truyền thừa của họ. Đúng là một phương pháp thú vị, cuồng đao tam lãng xoa cầm nói. Hình như hắn đã gần hồi phục lại sau trạng thái khủng hoảng vì sắp bị Tô Thị A thất làm gọi rồi. Cũng phải thôi, thân là người quanh năm suốt tháng phấn đấu quên mình trên tuyến đầu trận địa tìm chết, nếu không có tố chất tâm lý như vậy, thì còn đâm đầu tìm chết khoái trá làm sao được. Thư hàng tiểu hữu này, tùy đạo hào chỉ là một danh hiệu, thế nhưng trong cõi u minh chúng ta không biết thì đạo hào của tu sĩ có mối quan hệ mật thiết với vận mệnh đấy. Ngươi đừng có coi thường nó, cuồng đao tam lãng đưa ra một lời khuyên chân thành hiếm hoi. Ta hiểu mà, tam lãng tiền bối, ta chưa từng coi thường, đạo hào, tống thư hàng gấp sổ lại đưa trả cho bác hà tán nhân, hắn đã nhớ hết những đạo hào ấy rồi. Vì không coi thường, đạo hào, cho nên hắn mới muốn đổi cái tên, thư sơn áp lực đại. Lời của tam lãng là lời gan ruột đấy, đạo hào của hắn chính là vết xe đổ chứ đâu bắc hà tán nhân cất sổ đi rồi cười ha hả cuồng đao tam lãng gạch nối chuyện đạo hào của tống thư hàng đã được quyết định như thế đấy được rồi nếu thư hàng tiểu hữu đã quyết định thì chúng ta đi sắp xếp hội trợ giao dịch tu sĩ đi bạch tôn giả vung tay vui vẻ nói nói xong thì ngài lại nghĩ ra một việc hôm nay thư hàng lấy đạo hào gì thứ bảy xin hãy gọi ta là thiện tâm tu sĩ Tống Thư Hàng lại hiếu kỳ hỏi, bây giờ cần phải đi tổ chức hội trợ giao dịch tu sĩ luôn à? Đúng vậy, bây giờ làm luôn, đây cũng là một tục lệ trong giới tu sĩ. Bác Hà Tán Nhân giải thích, bình thường các tu sĩ phân tán ở khắp nơi trên thế giới, chẳng dễ dàng gì mới tụ tập lại được với nhau. Cho nên sau khi kết thúc những kỳ cuộc như cuộc thi phi kiếm thì sẽ nhân cơ hội tổ chức một hội trợ giao dịch tu sĩ, Linh điệp tiền bối và toàn phong tiền bối đang ở đó sắp xếp các hạng mục liên quan đến hội trợ giao dịch tu sĩ đấy. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn sang Bạch Tôn Giả đang hào hứng bừng bừng. Ủa, Bạch tiền bối, ngài là người tổ chức cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này cơ mà. Ngài không cần đi xem an bài hội trợ giao dịch tu sĩ thế nào à? Yên tâm đi, ta giao hết việc cho Linh điệp đạo hữu với toàn phong đạo hữu rồi. Đặc biệt là toàn phong đạo hữu hắn thích mấy chuyện nổi bật thế này nhất đấy. Ta thì chỉ cần lộ mặt lúc hội trợ bắt đầu là được. Bạch tôn giả giơ ngón cái lên rồi bổ sung, mặt khác thì, ta đã lo liệu những việc cần làm đâu vào đó rồi. Trước khi tổ chức cuộc thi máy kéo có tay cầm, ta đã mời hai vị, giám bảo đại sư, có tiếng trong tu chân giới đến đây tỏa chấn. Nếu trong hội trợ mọi người gặp món vật phẩm nào mình không định giá được, thì có thể nhờ họ giám định giúp cho. Đương nhiên là không thể quên phí giám định được. Skill, ông chủ phủi tay mặc kệ, của bạch tôn giả, mắc điểm. Skill chịu thương chịu khó, của toàn phong tôn giả, điểm cũng cao ngất ngưỡng không kém tí nào. Đúng rồi thư hàng, à không phải, thiện tâm tu sĩ. Bao giờ hội trợ giao dịch tu sĩ bắt đầu thì ngươi qua tìm ta, ta sẽ đưa ngươi đi dạo một vòng để bổ sung kiến thức. Bạch tôn giả vẫy tay, ta đi qua chỗ linh điệp Đạo hữu một chuyến, để xem thời gian bắt đầu hội trợ chính xác là bao giờ đây. Sứt lời, Bạch tôn giả vui vẻ chạy mất. Ha ha, hội trợ giao dịch tu sĩ à, lại là mùa thu hoạch của bạch tiền bối nhỉ. Mỗi lần có hội trợ thế này, chẳng hiểu sao bạch tôn giả hay tìm ra nhiều thứ tốt lắm. Gần đây mọi người đều mở mang tầm mắt rồi chứ, chỉ cần là thứ mà bạch tiền bối muốn giao dịch thì chắc chắn chính là bảo bối hay. Cũng không hẳn mà, đám lão làng thì mở mang tri thức đúng rồi, nhưng hội trợ giao dịch tu sĩ năm nào mà chẳng có một vài người mới xuất hiện các vị tiền bối bàn tán xong, vài vị lại đi tới chỗ linh điệp tôn giả và toàn phong tôn giả. Hội trợ giao dịch tu sĩ là một cơ hội rất hiếm thấy. Tiếc là trong tay mình chẳng có mấy thứ đem ra giao dịch được, đến linh thạch cũng không có bao nhiêu. Tống Thư Hàng nói đầy tiếc nuối. Hắn chỉ vào hội trợ giao dịch tu sĩ góp vui, nhân tiện bổ sung kiến thức về tu chân thôi vậy. Mà chạm cuối ở gần đảo thổ dân bản xứ của phủ chủ thất sinh phù tiền bối thì phải chắc là đám thổ ba, dương đức, cao mỗ mỗ đang ở trên đó rồi. Mình đi thăm họ đã đi, Tống Thư Hàng nghĩ bụng rồi đứng lên. Một lát sau, Tống Thư Hàng phát hiện mình nằm còng queo trong thùng xe của máy kéo có tay cầm, mà bên cạnh là biển khơi bát ngát, căn bản chẳng dòm thấy đảo thổ dân bản xứ kia ở chỗ nào. Tuy nói chạm cuối của cuộc đua nằm ở gần đảo thổ dân bản xứ, nhưng trời biết, gần, mà nhóm người bạch tôn giả nói là chỉ cự ly bao xa thêm nữa các vị tiền bối à lúc mọi người đi không thể thuận tay mang ta đi luôn sao chẳng lẽ ta phải bơi đi tìm các vị hay sao bất hạnh quá mà bi kịch quá trên đảo thổ dân bản xứ đã gần dạng sáng sau cả ngày học tập vất vả cư dân trên đảo đã đi ngủ từ rất sớm bọn họ vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp làm khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời xuống núi cao mỗ mỗ nằm trong một căn nhà đất nhỏ mắt trợn tròn không thể nào mà ngủ được. Cuộc đời như cái bàn trà mà. Kỳ nghỉ hè trang mật với bạn gái nhà y cuối cùng lại biến thành hoạt động, sinh tồn trên đảo dã nhân, đáng sợ. Mà những một tháng nữa thì du thuyền đón họ mới đến hòn đảo nhỏ này cơ. chương 464, đồ tử đồ tôn của Tống Thư Hàng. Từ khi đám người cao mỗ mỗ lên đảo tới nay đã hơn một tuần rồi. Kỳ nghỉ hè chỉ có hai tháng mà phải ở trên cái đảo dã nhân này mất đứt một nửa, chỉ nghĩ thôi đã phát khóc lên được. Nếu muốn được rời khỏi hòn đảo này sớm, thì chỉ có một cách là giúp chủ nhân của hòn đảo này đại phú hào thần bí áo khoác đen tiên sinh, chỉ bảo đám thổ dân bản xứ trên đảo học cho xong luận ngữ thôi. Với sự dẫn dắt của giáo sư, bọn họ đã dùng biện pháp khoa học và có hiệu suất cao nhất để dạy đám thổ dân bản xứ kia học rồi, thế nhưng gian nan vất vả mãi đến giờ, cũng chỉ mới làm họ quên bản tam tự kinh, chữ như gà bới kia, và nhớ được tam tự kinh tiếng trung chính xác thôi. Muốn dạy họ học xong luận ngữ thì không biết phải đến đời thuở nào. Cao mỗ mỗ nghĩ đến đây thì cảm thán. Người giàu có chịu chơi thật đấy. Rõ ràng là một phú hào đẹp trai giàu nứt đố đổ vách, thế mà không sống cuộc sống ngập trong vàng son, lại đi tới cái đảo nhỏ khỉ ho có gáy này để tự tay chỉ dạy tiếng chung cho thổ dân bản xứ. Rốt cuộc tay Phú Hào mặc áo khoác đen kia phải nhàn rỗi sinh nông nổi đến mức nào thì mới làm cái trò này. Người thường như mình đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ có tiền mà. Tóm lại, kỳ nghỉ hè năm nay từ lúc gặp anh em nhà Gia Cát đã không bình thường rồi. Bất hạnh quá mà, sao mình lại có đám thanh mai trúc mã kiểu này cơ chứ? Cao Mỗ Mỗ, nam, sinh viên lớp 43, khóa 19, khoa kỹ thuật cơ khí, học viện thiết kế và chế tạo đại học Giang Nam nam sinh đeo kính, sáng láng đẹp trai, tình hình kinh tế gia đình ổn định. Cao Mỗ Mỗ không phải là tên thân mật, tên hắn nằm trong series, không phải là con ruột, họ Cao, tên Mỗ Mỗ. Cho nên Cao Mỗ Mỗ là tên thật của hắn luôn. Trong lòng Cao Mỗ Mỗ có một nguyện vọng ngông cuồng, ấy là sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, thoát ly khỏi tầm quản hạt kinh tế của ông già mình, hắn sẽ lập tức đến công an để đổi tên. Nhất quyết phải đổi tên. Mặt khác, hắn còn là người duy nhất đã có bạn gái trong ký túc xá của Tống Thư Hàng. So với thiên tài thiết kế phần mềm Lý Dương Đức, bạn trẻ ăn no rừng mỡ lâm thổ ba và thanh niên ngồi trong quán chuyện ngâm tiểu thuyết được cả buổi chiều Tống Thư Hàng, thì cao mỗ mỗ được coi là người trưởng thành nhất. Hắn thường xuyên đảm nhận trách nhiệm, chăm sóc cho các bạn khác trong phòng. Như khi Tống Thư Hàng bị cảm hai tháng trước, Cao Mỗ Mỗ là người nhắc nhở hết những việc mua thuốc mua cháo để các bạn cùng phòng khác chia nhau ra làm một cao mỗ mỗ, trưởng thành, là thế nhưng lại có một bí mật nhỏ mà bạn cùng phòng cũng không biết được. Đó là hắn len lén viết tiểu thuyết mạng, hơn nữa còn viết nhiều năm rồi. Bắt đầu từ hồi trung học, chẳng biết từ lúc nào đã thu hút được một đám fan trung thành. Chỉ tiếc vì việc học nặng nề nên thời gian viết của hắn không nhiều. Hắn là học sinh có thành tích tốt đấy, nếu không thì đã chẳng thi được vào Đại học Giang Nam. Mỗi ngày hắn chỉ có một chút thời gian để viết, bình thường chỉ được tầm 6.000 chữ mà thôi. Cao mỗ mỗ cảm thấy việc viết tiểu thuyết của mình cũng giống như viết nhật ký cá nhân vậy, để cho bạn cùng phòng biết thì ngượng lắm. Thế nên hắn chưa từng nói chuyện này cho bạn cùng phòng biết. Mỗi khi viết chuyện hắn đều cực kỳ cẩn thận, lúc nào trạng thái ổn thì viết nhiều hơn một chút, chữ sẵn hàng để đề phòng những lúc gặp chuyện bất ngờ. Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện tai hại như máy bay gặp rủi ro. Bọn họ còn rất xuống một cái đảo toàn là dã nhân nữa chứ trừ chỗ ở của vị phú hào mặc áo khoác đen kia ra trên hòn đảo này không có máy tính không có mạng không có kết nối internet lần này có khi phải gián đoạn cả tháng mất thôi học kỳ này hắn vừa mới viết một quyển mới vất vả lắm mới duy trì được từ lúc post chương đầu tới giờ không nghỉ không ngắt một ngày giờ xem ra lịch sử này bị phá vỡ mất rồi các độc giả sẽ không chửi hắn là thái giám chứ quan trọng hơn là mạo hiểm trên đảo hoang thì còn chịu được nhưng vì sao khi ngủ hắn và nha y lại phải tách nhau ra? Họ là người yêu của nhau cơ mà. Vì sao bên cạnh hắn lại là hai tên ngu ngốc thổ ba và gia cát trung dương? Hai thằng thần kinh thô này hoàn toàn không biết, lo âu, là gì, đã ngủ thẳng cẳng từ đời nào kia rồi. Hai ít, mình phải tế từ chỗ nào bây giờ? Cao mỗ mỗ thở dài nấu ruột. Ngoài ra, còn một việc nữa vẫn đau đáu trong lòng cao mỗ mỗ. Tống Thư Hàng cùng lên máy bay với bọn họ, nhưng sau khi máy bay gặp tai nạn thì không biết đã đi đâu. Tuy rằng vị phú hào áo đen kia nói mình là bạn tốt của Tống thư Hàng, còn cam đoan rằng Tống thư Hàng không sao cả, thế nhưng suốt một tuần nay chưa nghe được tin tức gì của hắn, Cao Mỗ Mỗ vẫn lo lắng không yên. Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc Tống thư Hàng trở thành bạn bè với cái tay phú hào áo đen chủ nhân đảo nhỏ này từ hồi nào nhỉ? Đang lúc Cao Mỗ Mỗ không ngủ được rồi nằm suy nghĩ miên man, thì đột nhiên có một bóng người đi lướt qua căn nhà đất nhỏ của hắn. Ai vậy nhỉ? Cao mỗ mỗ cảnh giác trong lòng, cả người đều trở nên căng thẳng. Đừng nhìn hắn là thư sinh đeo kính mà lầm, trước đây hắn cũng tập võ hẳn hoi đấy. Tuy rằng đã bỏ nhiều năm rồi nhưng một chút trụ cột thì vẫn còn đây. Cao mỗ mỗ căng người, rồi di chuyển ra ngoài phòng thật cẩn thận. Nương theo ánh trăng, hắn nhìn rõ bóng người kia, đó là một người nước ngoài tóc vàng cao lớn, trên đảo nhỏ này chỉ có mỗi anh chàng Joseph, đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng mới có hình thể như vậy mà thôi. Anh chàng này học được cái môn thần công, thời đại vẫy gọi, của Tống Thư Hàng, hơn nữa còn khổ luyện ngày đêm, thể chất quả thực được nâng cao lên rất nhiều. Quái nhỉ, đêm hôm thế này Joseph ra ngoài làm gì? Cao mỗ mỗ nghĩ thầm trong lòng. Joseph đi xuyên qua những ngôi nhà đất, vào một khu rừng gần đó. Trong rừng có một trảng đất trống. Đến bãi đất trống nọ. Joseph hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4 tập thời đại vẫy gọi. Cao mỗ mỗ, gạch nối. Hiểu rồi, chắc là Joseph nửa đêm không ngủ được nên đi ra ngoài tập thể dục đây mà. Mà nói chứ, Joseph vẫn tưởng Tống Thư Hàng là cao thủ võ lâm đấy hả? Nếu thằng nhóc Tống Thư Hàng kia mà là cao thủ võ lâm, thì cỡ mình chắc phải sánh ngang hàng với giang hồ ngũ tuyệt. Cao mỗ mỗ vui vẻ nghĩ thầm, trước đây hắn còn học võ tử tế một thời gian cơ mà. Thế nhưng vừa nghĩ thế xong thì trong lòng cao mỗ mỗ lại trào lên một cảm giác rất ư là kỳ quái. Tại sao lại có những hình ảnh như vậy nhỉ? Cao mỗ mỗ ra sức lắc đầu. Chắc hắn viết tiểu thuyết nhiều quá nên không phân biệt được hiện thực và ảo giác nữa rồi. Bỏ đi, về đi ngủ tiếp thôi. Hắn chẳng dư hơi mà đêm hôm khuya khoát đi chơi, thời đại vẫy gọi với Joseph đâu tương đương. Nghĩ tới đó, cao mỗ mỗ lặng lẽ chuồn về, không muốn phá hoại nhã hứng của Joseph tiên sinh nữa. Đúng lúc Cao Mỗ Mỗ chuẩn bị quay về căn nhà đất nhỏ của mình thì trong rừng cây truyền tới những tiếng sàn sạt. Ngay sau đó, khoảng hai chục người thổ dân bản xứ trên đảo đổ từ bốn phương tám hướng vào khoảng đất trống giữa rừng cây, vây kín xung quanh Joseph. Không ổn rồi, Cao Mỗ Mỗ căng thẳng, những thước phim và đoạn tiểu thuyết về tộc ăn thịt người ùa lên trong lòng hắn. Những dã nhân này muốn làm thịt Joseph sao? Cao mỗ mỗ đảo mắt tìm kiếm xung quanh, muốn tìm cho mình một thứ vũ khí. Cho dù chỉ là một cây gậy gỗ thì cũng tốt hơn là tay không tất sắt. Nhưng hắn chưa kịp tìm được món vũ khí nào thuận tay thì tình hình trước mắt lại thay đổi. 20 người thổ dân bản xứ nọ đồng loạt chắp tay hành lễ với Joseph, chẳng khác nào diễn viên trong phim truyền hình. Không chỉ thế, họ còn dùng thứ tiếng hoa hạ hô lên một tiếng, sư phò, ngọng nhịu. Cao mỗ mỗ đứng được ra đấy. Đóng phim gì thế này? Joseph quét mắt nhìn 20 người thổ dân bản xứ, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời. Tốt lắm, đến đủ cả rồi chứ? Vâng, sư phò, hôm nay đến lượt 20 người bọn tôi. Xin sư phò tiếp tục chỉ bảo thần công cho chúng tôi với. Có một người bước ra khỏi đám 20 dã nhân, rồi nói bằng tiếng Hoa hạ lơ lớ. Joseph gật đầu hài lòng. Vậy thì bắt đầu thôi tập lại ba thức đầu tiên của thần công mà ta dạy các ngươi lần trước một lượt đi. Vâng, sư phò, hai mươi người thổ dân bản xứ nói với giọng đầy tôn kính. Sau đó họ mau chóng xếp hàng thành một hình vuông như miếng đậu hũ. Thế rồi, hai mươi người bản xứ ấy nghiêm túc tập, thời đại vẫy gọi. Hình ảnh này đúng là trói mù mắt của cao mỗ mỗ. Thế giới bị làm sao thế này? Thế giới sắp sụp đổ rồi sao? hay là thời đại vẫy gọi, đúng là một môn thần công tuyệt thế, mà đám sinh viên ngu xuẩn bọn họ ở cạnh núi vàng lại không biết khai phá nó ra. Nhóm thổ dân bản xứ mau chóng tập xong ba động tác đầu tiên của thời đại vẫy gọi. Tốt lắm, động tác của các ngươi rất chuẩn. Trên mặt Joseph nở nụ cười hài lòng, cứ tiếp tục duy trì đi, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi chiêu thức thứ tư. Sư phò, bao, giờ thì bọn ta có thể trở thành cường giả, để phản kháng đảo chủ tàn bạo, treo hắn lên đánh." Một đệ tử bản xứ nói với vẻ khát khao. "Tập võ là không được nóng vội, nóng vội là không luyện thành tuyệt thế thần công được đâu." Joseph nghiêm túc dặn dò. Sau đó, hắn nói tiếp: "Tố chất thân thể của các ngươi vượt xa ta, chờ các ngươi học hết cả bộ thần công rồi chăm chỉ tu luyện thì chỉ trong thời gian ngắn là sẽ cảm thấy tố chất thân thể tăng vọt." Vì đám thổ dân bản xứ này học tiếng Trung chưa lâu, nên nhiều lúc Joseph phải khoa chân múa tay để minh họa cho lời mình nói. Sau đó, khi các người tu luyện ra khí cảm, khi các người đánh ra một đấm có thể đánh vỡ không khí, phát ra tiếng nổ, đó chính là lúc luyện thành bước đầu của thần công. Tôn sư tống thư hàng của hắn đã đạt tới cảnh giới chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể phá vỡ cả không khí rồi đó. chương 465, Lễ vật của Diệt Phượng Công Tử Cảnh giới một đấm đánh vỡ không khí, chắc là lợi hại hơn đảo chủ nhiều đúng không? nhóm thổ dân bản xứ cảm thấy khi bọn hắn tu luyện ra khí cảm có thể dùng một đấm đánh tan không khí chính là lúc bọn họ đứng lên phản kháng tên đảo chủ tàn bạo kia để trở về với tự do vừa nhớ tới đảo chủ tàn bạo thì đám thổ dân bản xứ đã đỏ hoe vành mắt viết một chữ không đúng là bị đánh vào tay đánh đỏ cả tay lên đọc văn mà không thuộc là phải chịu đói có khi cả ngày đói meo bụng có đôi khi viết sai nhiều chữ quá còn bị treo lên cây đại thụ ở lối vào bộ lạc mà quất roi vun vút, đau ơi là đau. Đã thế, sau này khi nghe các sư phụ mới giảng bài rồi, đám NBX mới biết cách viết tam tự kinh chữ Hán mà đảo chủ tàn bạo dạy họ đều sai be sai bét, xấu như gà bới. Thế có kinh khủng không cơ chứ? Sai, sai, sai. Đám thổ dân bản xứ đau lòng lắm, nhưng lại không dám nói trước mặt đảo chủ tàn bạo. Nếu dám nói ra, không chừng còn bị treo lên đánh nữa ấy. Thế nhưng, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Cho nên bọn họ muốn học thần công tuyệt thế, bọn họ phải trở thành người cường đại để phản kháng tên đảo chủ tàn bạo kia. Đến lúc đó, họ sẽ bắt đảo chủ tàn bạo phải học chữ tượng hình trên đảo này, học không tốt không có cơm ăn, viết sai chữ bị vụt bàn tay, đọc không thuộc là treo lên đánh. Cứ nghĩ đến hình ảnh tốt đẹp ấy là nước miếng họ đã chảy ròng ròng thế là đám thổ dân bản xứ lại luyện tập, thời đại vẫy gọi, càng thêm chăm chỉ và cố gắng. Khóe miệng cao mỗ mỗ giật giật. Hắn có thể khẳng định, đẳng cấp kỹ năng chém gió của Joseph hẳn là phải cao lắm. Cha này không có gì trong tay, mà lừa được một đám thổ dân bản xứ đông như thế học, thời đại vẫy gọi, với hắn cơ mà. Thả cha này về cổ đại, có khi hắn còn thoải mái dùng thời đại vẫy gọi mà khai tông lập phái, tạo nên một môn phái võ lâm ấy chứ. Rồi đặt tên là thời đại quyền pháp phái, hay là vẫy gọi quyền tông. Được rồi, dù thế nào thì Cao Mỗ Mỗ cũng cảm thấy, nguyện vọng treo đảo chủ áo khoác đen lên đánh của đám dã nhân này hoàn toàn không có tương lai. Cao Mỗ Mỗ đã có thể hình dung ra hình ảnh một ngày kia, đám thổ dân bản xứ này tự cho là đã luyện thành thần công, sau đó kéo nhau đi bao vây người đàn ông áo khoác đen nọ rồi bắt đầu tập thời đại vẫy gọi. Hình ảnh đó đúng là đẹp quá mà. Có khi đến lúc đó cái cây đại thụ ở lối vào bộ lạc sẽ lúc liều quả dã nhân bị quất roi ấy nhỉ? Cơ mà sống thì phải có ước mơ, người không có ước mơ thì khác gì cỗ máy. Cho nên ta sẽ lặng lẽ cầu phúc cho các người cao mỗ mỗ nghĩ thầm trong lòng. Sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi khu rừng nọ, về ngôi nhà đất nhỏ của mình, rồi lăn ra ngủ tiếp. Cuối cùng Tống Thư Hàng cũng rời khỏi máy kéo có tay cầm của Bạch Tiền Bối một cách thuận lợi, là Diệt Phượng Công Tử đến tiếp ứng hắn không biết những chiếc máy kéo có tay cầm được cải tạo này rồi đây sẽ được xử lý ra sao. Có thể cất đi để chờ một kỳ đua máy kéo có tay cầm mới lại lấy ra dùng hay không? Chắc là không thể bỏ đó mặt kệ đâu nhỉ. Mấy chiếc máy kéo có tay cầm đã được cải tạo này đều trở thành pháp khí, rất cường đại mà. Đặc biệt là chiếc máy kéo có tay cầm mũi khoan của túy ích cư sĩ tiền bối. Tống thư hàng dám chắc là lái nó thì có thể nghiền chết cả tu sĩ tầm nhị phẩm luôn. Mũi khoan kia mà đâm thẳng mặt, thì đến tu sĩ tứ phẩm cũng phải nộp nửa cái mạng ấy chứ. Diệt phượng công tử dùng linh lực khiên dẫn Tống Thư Hàng, giúp hắn có thể đạp nước mà đi. Hai người tới hòn đảo dã nhân của phủ chủ thất sinh phủ trước. Đi một hồi thì Tống Thư Hàng nghĩ ra một chuyện. Diệt phượng tiền bối, ta có chuyện muốn nói với người đây. Tống Thư Hàng nói đoạn, bèn lấy chiếc giáp tay trắng bạc ra đưa cho Diệt phượng công tử. Gì đây, Diệt phượng công tử nhận lấy chiếc giáp tay nọ, toàn phong tiền bối đưa đấy, ông bảo là lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tống thư hàng đáp, toàn phong tiền bối còn hỏi ngươi có muốn làm sủng vật cưng của ông không nữa. Bảo hắn đi chết một vạn lần đi, diệt phượng công tử điên tiết quát ầm lên. Ừ, yên tâm đi, ta đã cự tuyệt thỉnh cầu của ông rồi. Tống thư hàng nói, diệt phượng công tử vẫn gầm gừ. Đánh gãy răng hắn, đậu má hắn chứ, sủng vật cưng cái đầu hắn. Thì tương đương tống thư hàng bật cười, người ta là tôn giả đấy, đánh tôn giả là ngại sống lâu quá à. Cười xong, Tống Thư Hàng nói tiếp. Tóm lại thì ta đưa chiếc giáp tay trắng bạc này cho Diệt Phượng tiền bối ngươi rồi nhé. Ngươi ném trả toàn phong cho ta đi. Diệt Phượng công tử quả quyết quăng trả chiếc giáp tay trắng bạc cho Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối tự đi làm việc này thì thỏa đáng hơn. Tống Thư Hàng lại ném chiếc giáp tay cho Diệt Phượng công tử. Giác quan thứ sáu của tu sĩ cho hắn biết, toàn phong tôn giả là một tên siêu phiền toái cứ để diệt phượng công tử tự đi mà trả giáp tay là tốt nhất đừng có ném cho ta người nhận cơ mà đàn ông dám làm thì dám chịu tự mình nhận đồ thì nuốt lệ cũng phải trả nó lại cho ta diệt phượng công tử lại ném giáp tay qua ta dùng thân phận của diệt phượng tiền bối ngươi để nhận mà cho nên diệt phượng tiền bối tự trả mới đúng tống thư hàng ném lại tiên sư ngươi biết thế thì đừng có nhận lễ vật thay ta được không Diệt phượng công tử lại ném qua. Ta đã từ chối rồi, cơ mà toàn phong tiền bối quăng nó lại ấy. Ta đã cố hết sức rồi chứ bộ. Tống thư hàng lại ném giáp tay về cho diệt phượng công tử. Này này, diệt phượng tiền bối, người đừng có ném sang ta nữa, ném nữa là ta không đón đâu đấy. Diệt phượng công tử siết cái giáp tay trắng bạc trong tay, ném đi không được, cầm cũng chẳng xong. Nếu Hải Vương nhìn thấy hình ảnh này thì hắn rất cả nước mắt sau một hồi im lặng. Thôi, được rồi, ta nhận chiếc giáp tay trắng bạc này vậy, Diệt Phượng Công Tử nói. Thế mới đúng chứ, chỉ là một cái giáp tay trắng bạc thôi mà, cùng lắm thì nhận về quăng vào bảo khố, đừng có động đến là được. Tống Thư Hàng nói. Ha ha, Diệt Phượng Công Tử gật đầu, sau đó đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu này, ta nghe các đạo hữu nói thời gian trước ngươi đã chăm sóc cho đậu đậu phải không? À, đúng vậy, Tống Thư Hàng gật đầu đáp, thư hàng tiểu hữu người vất vả quá. Diệt phượng công tử rũ mắt xuống, cảm thán nói cái tên đậu đậu kia hành người ta ghê lắm đó. Phong cách của diệt phượng công tử chuyển biến bất ngờ đến mức tống thư hàng khó mà thích ứng nổi. Hắn cười khan một tiếng rồi đáp. Diệt phượng tiền bối nói quá lời rồi, thật ra đậu đậu giúp đỡ ta nhiều lắm. Người không cần nói tốt cho con chó ngốc kia, tóm lại là thư hàng tiểu hữu vất vả rồi. Diệt phượng công tử bước gần tới chỗ tống thư hàng rồi cầm lấy tay hắn, ta có món quà nhỏ, coi như là quà cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho đậu đậu bấy lâu nay. Tống thư hàng, gạch nối, quả nhiên, một chiếc giáp tay trắng bạc mọc ra trong tay hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 465